Ta xây gia viên trên lưng huyền vũ chương 2269, không phải là không tin tưởng ngươi, mà do ngươi quá giỏi gây chuyện. Không bao lâu, Nguyệt Thấm Lan và những người khác lục tục trở lại cung điện, khi nhìn thấy một lương đều nhiệt tình chào hỏi. Ngươi xong việc rồi à? Nguyệt Thấm Lan ưu nhã hỏi. Vẫn chưa, ta nghỉ ngơi một chút. Mục Lương giải thích. Nguyệt Thấm Lan gật đầu lý giải. Ừm, nếu ngươi còn chưa chịu nghỉ ngơi thì văn kiện trên bàn ngươi sẽ chất đống thành núi đúng vậy mục lương bất đắc dĩ thở dài nguyệt thấm lan kéo ghế ngồi xuống quay đầu hỏi ngươi biết chuyện về vương quốc phong hải chưa chuyện lão sâm bằng lòng giúp một tay mục lương thuận miệng hỏi thanh vụ giải thích ta đã nói với bệ hạ rồi nguyệt thấm lan gật đầu nói từng lão sâm đã nhận lời hỗ trợ xử lý hư quỷ chi tiết cụ thể thì tạm thời vẫn chưa biết nếu ngươi muốn tìm hiểu thì có thể phái người đi thăm dò mục lương chậm rãi lắc đầu không cần đâu kết quả quan trọng nhất quá trình không quan trọng nguyệt thấm lan ưu nhã gật đầu được rồi vậy thì chờ thành hồng âu truyền tin tức tốt trở về ừm ăn cơm trưa thôi mục lương giơ tay lên ra hiệu vâng các cô gái lên tiếng Bưng chén đổ bắt đầu ăn cơm. Anh uống một ngụm nước ấm rồi hỏi. Tình huống bên căn cứ trung chuyển thế nào rồi? Nguyệt Thấm Lan Thanh Thúy nói. Đến nay đã xảy ra hai đợt hư quỷ cải trang thành nhân loại, nhập cư trái phép vào căn cứ trung chuyển, nhưng đều bị phát hiện khi đi qua Cổng An ninh, chưa thành công nhập cư trái phép. mục lương hài lòng nói. Ừm, gia tăng thêm linh khí kiểm tra đo lường hư quỷ vẫn là rất hữu dụng. Nguyệt Thấm Lan Ưu Nhã nói đương nhiên khi nào sản xuất hàng loạt linh khí kiểm tra đo lường hư quỷ thì sẽ trang bị cho từng tòa vệ thành trên phi thuyền cũng phải trang bị mấy cái mới được yên tâm đi từ từ rồi sẽ đến thôi mục lương bình tĩnh nói từng ánh mắt của nguyệt thấm lan lấp lóe mục lương chợt nhớ tới cái gì đó quay đầu hỏi nhóm của cầm vũ đang trên đường trở về à nguyệt thấm lan giải thích chưa đâu khi nào chuyện bên thành hồng âu hoàn toàn được giải quyết thì mới gọi các cô ấy trở về miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn phải đi qua lại một chuyến nữa ừm như vậy cũng tốt mục lương lên tiếng bình thản nói còn có một nhánh cây trà thụ sinh mệnh tìm thời gian rảnh đi trồng ở vương quốc người thú sau này một phân thân có thể đi qua đó nguyệt thấm lan nhắc nhở nếu vậy thì phải chọn một địa phương an toàn những thứ như cành cây trà thụ sinh mệnh khẳng định bị rất nhiều người theo dõi. Mục lương nhàn nhạt nói. Ừm, khi nào giải quyết xong chuyện hư quỷ thì ta sẽ đến vương quốc người thú một chuyến, sắp xếp chuyện xây dựng xưởng và nhà máy. Cần ta đi theo ngươi không? Nguyệt thấm lan hơi nhướng mày. Mục lương lắc đầu nói. Không cần đâu, vương quốc huyền vũ cần ngươi, có ngươi ở đây thì ta mới yên tâm. Được thôi. Nguyệt thấm lan ưu nhã cười nguyệt phi nhan bất mãn nói có chúng ta ở đây thì ngươi cũng có thể yên tâm nha có các ngươi ở đây thì hắn mới không yên lòng nguyệt thấm lan liếc con gái một cái cái gì chứ mẹ không tin ta sao nguyệt phi nhan tức giận nói đáy mắt của nguyệt thấm lan hiện lên ý cười nói với vẻ mặt bình tĩnh không phải là không tin tưởng ngươi mà do ngươi quá giỏi gây chuyện nguyệt phi nhan phòng má nhất thời không biết nên đáp lời như thế nào được rồi, hiện tại ta vẫn còn ở đây, qua vài ngày nữa mới đi. Mục lương cắt đứt cuộc hội thoại của hai mẹ con, nói một câu trấn an. Hừ. Nguyệt Phi Nhan biểu môi. Nguyệt Thấm Lan nhắc nhở. Ngươi sắp xếp thời gian, tốt nhất là trở về trước khi đại hội thể dục thể thao bắt đầu. Mục lương chậm rãi gật đầu. Không thành vấn đề, hẳn là ta sẽ trở lại trước khi vòng sơ tuyển bắt đầu. Lấy tốc độ của anh, đi đến vương quốc người thú chỉ cần hai ngày, dù cho mang theo người khác thì thời gian cũng không khác nhau là mấy. Ngươi không cần gấp gáp, chỉ cần trở lại trước vòng thi đấu chính thức là được rồi. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói. Mục Lương đáp ứng. Từ, ta sẽ quyết định dựa vào tình huống trước mắt, hoàn cảnh bên vương quốc người thú khó mà nói trước được. Từng, nhưng ta tin ngươi có thể giải quyết. Nguyệt Thấm Lan lên tiếng, khóe môi cong lên. Ngươi nhà. Mục Lương buồn cười. Cơm trưa kết thúc sau nửa giờ, các cô gái nghỉ ngơi một hồi rồi lại tiếp tục bận việc của mình. Trừng vạn khô. Gần khu vực trung tâm, có một đội thương nhân hành hoang chống đỡ bảo các đi về trước đó. Bọn hắn mặc áo da thú rộng lớn, đầu và miệng mũi đều bị che khuất, chỉ chừa lại đôi mắt. Đội thương nhân hành hoang này có 11 người, còn có hai con lợn tám răng nanh phụ trách khuân vác vật nặng. Xa xa xa, lúc này bão cát rất lớn gió thổi mạnh tới mức khó mà nhấc chân tiến lên trước hạt cát va chạm vào da thú phát ra tiếng lạo xạo sani giơ tay lên che chắn bão cát bay vào mắt rồi nhìn người dẫn đầu đội ngũ lớn tiếng hỏi cam mạc trời sắp tối rồi mà vẫn chưa tới thành phi điểu chúng ta có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi chuẩn bị qua đêm không hắn là đội phó của đội thương nhân hành hoang này cam mạc là lão đại lần này bọn hắn tới rừng vạn khôn mục đích là thành phi điểu muốn giao dịch một nhóm hàng hóa tại đây rồi đưa đi bán ở các tiểu bộ lạc xung quanh kiếm lấy giá trên lệch cam mạc hơi quay đầu lại đáp không cần đâu đi thêm một chút nữa là tới thành phi điểu rồi được rồi hy vọng ngươi nói là sự thật sani biểu môi tiếp tục đi ngược gió về phía trước cuối đội ngũ hai gã mặc áo choàng đen theo sát thoạt nhìn giống như đang nâng đỡ lẫn nhau kỳ thực là đang nhỏ giọng nói chuyện kiệt 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 ta cảm nhận được sinh mệnh lực nồng nặc ở ngay phía trước thôi gã mặc áo choàng đen bên trái thấp giọng nói ta cũng cảm nhận được rồi gã mặc áo choàng đen bên phải cười quá dị vài tiếng hư nhị thập nhị thấp giọng nói hy vọng đừng để cho ta thất vọng che giấu tung tích lâu như vậy ta đã đói đến mức có thể ăn cả một tòa thành hư nhị thập trầm giọng nói không được mục đích lần này là đi đến vương quốc huyền vũ không thể gây sự ở thành phi điểu trừ phi ngươi có thể thừa nhận cơn thịnh nộ của các đại nhân ta biết rồi hư nhị thập nhị biểu môi hai gã mặc áo choàng đen này chính là hư quỷ bọn chúng trà trộn vào đội thương nhân hành hoang này đã hơn nửa tháng mục đích tự nhiên giống như những con hư quỷ khác đó là mượn phi thuyền vận chuyển nhập cư trái phép vào vương quốc huyền vũ sau đó lại nghĩ biện pháp đi đại lục mới bọn nó kéo mũ trùng che khuất khuôn mặt chậm rãi bước đi trên cát hoàn cảnh rừng vạn khô vẫn luôn ác liệt như vậy, không có lục thực và nguồn nước, chỉ có bão cát đầy trời. Đoàn người đón gió cát đi tới, đại khái qua nửa giờ, cuối tầm mắt xuất hiện một tia sáng, dù cho gió cát che mắt thì cũng có thể thấy được tia sáng kia. Đến rồi. Hai mắt của cam mạc sáng lên. Cuối cùng cũng tới nơi. Thật tốt quá, chân ta gần mất cảm giác rồi. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, trong giọng nói hiện lên ý cười. Cam Mạc vất tay nói. Mọi người đi nhanh lên, phải vào thành phi điểu trước khi trời tối, nếu không thì phải đợi đến ngày mai. Bởi vì hư quỷ, cho nên hiện tại cứ đến ban đêm thì căn cứ trung chuyển sẽ đóng cửa chính. Vâng. Đoàn người đáp lại, bước nhanh hơn về phía tia sáng. Dưới sự tập kích của bão cát, đội thương nhân hành hoang đến gần thành phi điểu, nhìn bức tường lưu ly cao ngất, trên mặt ai nấy đều hiện lên thần sắc chấn động. Đây là thứ mà chỉ có thần mới xây dựng được. Sani không khỏi khen ngợi. Cam Mạc quay đầu lại biểu môi nói. Đánh rắm, đây là do quốc vương của vương quốc huyền vũ xây dựng, ngài ấy mới là thần. Quốc vương của vương quốc huyền vũ à, ta còn chưa đến vương quốc huyền vũ lần nào đâu. Sani cảm thán. Hiện giờ, có không ít người nắm giữ tin tức nhanh nhạy tại đại lục cũ biết được chuyện liên quan tới đại lục mới và kênh sương mù. Cam mạc lộ ra ánh mắt khao khát, nói Nỗ lực kiếm phí lên thuyền, chúng ta có thể đến sống ở vương quốc huyền vũ. Ở cửa vào số 1 của thành phi điểu, kỵ sĩ phi điểu canh gác cao giọng hỏi Các ngươi muốn vào trong à? Vâng, chúng ta muốn đi vào. Cam mạc vội vàng đáp Vậy thì nhanh lên một chút, sắp tới giờ đóng cửa thành rồi. Kỵ sĩ phi điểu hô lớn Vâng Cam mạc vội vàng đáp lại bước nhanh về phía lối vào. Khi đoàn người tới gần lối vào thì bị nhân viên công vụ phụ trách kiểm tra an ninh ngăn lại. Nhân viên công vụ nhắc nhở. Vũ khí thì gửi lại đây, không thể mang vào. Ta biết rồi, đây. Cam mạc đưa ra trường mâu bằng xương, phối hợp tiến hành kiểm tra cơ thể. Sau khi nhân viên lục soát người, hắn chỉ về phía cánh cổng vòng màu đen bên cạnh, nói. Được rồi, ngươi có thể tiến vào, đi qua cổng màu đen kia là được. Vâng, cảm ơn. Cam Mạc cười đáp, dưới ánh mắt chăm chú của nhân viên, hắn bình thản đi qua cổng vòng màu đen, không có chuyện gì xảy ra. năm nhân viên thấy vậy mới chuyển ánh mắt sang người tiếp theo, chẳng mấy chốc thì Sani cũng đi qua cổng vòng đen, cánh cổng vẫn không hề có biến hóa gì. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm lần lượt đi qua cổng vòng, tất cả đều bình thường. Thả lỏng nào, bọn hắn sẽ không nhận ra chúng ta. Hư nhị thập nhị thấp giọng nói hư nhị thập biểu môi kiệt kiệt ta lo lắng làm gì chứ tốt nhất là vậy hư nhị thập nhị nhếch miệng cười vài phút sau thì những người trước mặt bọn chúng đã vào thành phi điểu kế tiếp đến phiên hư nhị thập nhị cộp cộc, hắn đi tới trước cố nén dục vọng cắn nuốt nhân viên công vụ an toàn hoàn thành phần kiểm tra lục soát người được rồi đi qua cổng đen là có thể vào thành nhân viên này giơ tay ra hiệu Hư Nhị Thập Nhị không suy nghĩ nhiều, cất bước đi về phía cổng vòng màu đen, có điều khi nó tới gần thì cánh cổng lại tỏa sáng. Cùng cục. Trên tường thành, từng thanh quân nỏ nhắm ngay Hư Nhị Thập Nhị, đồng thời miệng của linh khí đại pháo cũng nhắm ngay nó. A, à, có chuyện gì vậy? Hư Nhị Thập Nhị kinh ngạc thốt lên. Nhân viên hô to. Chuẩn bị vũ khí phong cấm, vũ khí tiêu diệt, thông báo thành chủ đại nhân. Cộp cộp cộp. Sau mấy hơi thở, tiếng chung vang vọng khắp thành phi điểu. Đông đông đông. Mọi việc xảy ra quá nhanh, hư nhị thập nhị còn chưa kịp rõ ràng tình trạng thì nó đã nằm trong tầm ngắm của miệng pháo. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Kỵ sĩ phi điểu cao giọng hô. Hả, chuyện này là thế nào? Cam mặt hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Không phải ta, ta không biết gì cả. Sani cũng sửng sốt không kém, làm sao trường hợp đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm như vậy? Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nghi ngờ nhìn hư nhị thập nhị đang đứng cạnh cổng vòng đen. Lúc này, hư nhị thập cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ thân phận của chúng nó bị bại lộ rồi. Nó bước tới trước một bước, vừa định nói chút gì đó để che giấu tai mắt thì đã bị kỵ sĩ phi điểu chỉ quân nỏ về phía mình. Đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ công kích. Kỵ sĩ phi điểu quát to sắc mặt của hư nhị thập nhị trở nên âm trầm hai tròng mắt đen như mực nó sắp không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng bình tĩnh đi hư nhị thập thấp giọng nhắc nhở hư nhị thập nhị thở hổn hển gắn gượng nhẫn nại cho ta cái lý do nó nhìn về phía nhân viên phục vụ chớ giả bộ nữa nhân viên nở nụ cười lạnh lùng hư nhị thập nhị bắt đầu lo lắng nó cảm thấy thân phận của mình đã bị bại lộ chỉ là bại lộ bằng cách nào thì nó không tài nào biết được, chẳng lẽ là vì cánh cổng màu đen kia sao? Nó âm trầm nhìn về phía cổng vòng đen, nhớ lại những người khác đi qua đều không phát sinh biến hóa, chỉ khi nó chuẩn bị đi qua thì cánh cổng mới chợt sáng lên. Vù vù vù. Không bao lâu, Hạ Khoa Phu đáp xuống từ tầng hai thành phi điểu, lão hạ cánh bên cạnh cổng vòng đen, nghiêm túc nhìn chầm chầm hư nhị thập nhị. Ba đôi cánh sau lưng Hạ Khoa Phu gian rộng, lão cảnh giác nhìn chầm chầm vào hư nhị thập nhị. Rốt cuộc thì ngươi làm thế nào mà phát hiện được ta? Hư nhị thập nhị phẫn nộ hô to. Hạ khoa phu hiếp mắt lại, trầm giọng nói. Quả nhiên tình báo không sai, tất cả hư quỷ cấp cao đều có trí lực không thấp. Lời nói của lão lập tức khiến cho những người ở đây náo động không thôi, rất nhiều người nhìn về phía hư nhị thập nhị với ánh mắt hoảng sợ. Hư nhị thập nhị bắt đầu lo lắng, nó ngước mắt rồi hỏi với giọng điệu âm lãnh tại sao lại phát hiện được ta, bởi vì cánh cổng đen đằng kia à. Hạ Khoa Phu không muốn nhiều lời với nó nữa, lạnh lùng nói. Tốt hơn hết là ngươi đừng chống cự, nếu không thì chỉ có chết. Kiệt kiệt kiệt. Hư nhị thập nhị nhếch miệng cười, đầu nghiêng sang một bên với góc độ quỷ dị, nó dẻo cợt nói. Huyết thực hèn mọn, cho dù có mọc cánh thì vẫn là hèn mọn thôi. Ngươi dám nói chuyện như thế với ta, ta quyết định rồi, ta sẽ ăn ngươi đầu tiên. Đừng nói nhảm nữa, ăn hết tất cả nhân loại ở đây đi. Hư nhị thập lạnh giọng mở miệng, cơ thể dần dần biến lớn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rệt rệt. Ngay sau đó, da người bị căng nứt, hư nhị thập hiện ra bản thể. Hư nhị thập nhị theo sát phía sau, nó căng nứt da người khôi phục kích cỡ vốn có của mình. Hình thể của hư quỷ cấp 8 cao tới 80 mét, cánh gian ra ngăn chặn bão cắt ở phía sau. a a tiếng thét chói tai vang vọng hơn nửa thành phi điểu các thương nhân hành hoang đã băng qua cổng vòng đen hoảng sợ la hét vội vã lùi về phía sau thì ra người cùng đồng hành với bọn họ lại là hư quỷ hạ khoa phu lộ ra thần sắc ngưng trọng không ngờ lại có tới hai con hư quỷ cấp 8, như vậy áp lực sẽ tăng gấp bội lão chỉ là cường giả cấp 8, đối phó một con hư quỷ cấp 8 còn được nhưng cùng lúc đối phó hai con sẽ rất miễn cưỡng hạ khoa phu lớn tiếng hỏi vũ khí tiêu diệt và vũ khí phong cấm chuẩn bị xong chưa? Kỵ sĩ phi điểu lớn tiếng đáp lại. Thành chủ đại nhân, còn cần khoảng 10 phút nữa. Vì sao lại cần lâu như vậy? Hạ khoa phu cao mày lại. Kỵ sĩ phi điểu toát mồ hôi đầy đầu, vội giải thích. Thành chủ đại nhân, vũ khí tiêu diệt và vũ khí phong cấm đều ở trong căn cứ trung chuyển, cần thời gian chở tới đây. Hạ khoa phu nhức đầu thở dài, cao giọng ra lệnh linh khí đại pháo, công kích. Đông đông đông. Trống trận bị gõ vang lần nữa, tiếng trống mạnh mẽ truyền lại mệnh lệnh của Hạ Khoa Phu. Ông. Linh khí đại pháo nhanh chóng được khởi động, miệng pháo tỏa sáng, từng viên đạn pháo bắn về phía hai con hư quỷ cấp 8. Kiệt kiệt kiệt. Hư nhị thập mở miệng, năng lượng đỏ ngòm hội tụ bên trong, ngay sau đó, thổ tức đỏ như máu bay phục ra, đánh tan đạn pháo đang bay tới thành tro bụi. Linh khí đại pháo thông thường vô dụng với hư quỷ cấp 8. Kỵ sĩ phi hành nghiêm mặt nói. Hạ khoa phu trầm giọng ra lệnh. Vậy sử dụng linh khí pháo hệ quan. Vâng. Kỵ sĩ phi hành vội vàng truyền lại mệnh lệnh. Hạ khoa phu di chuyển, ba đôi cánh sau lưng rung lên và bay về phía hư nhị thập nhị, khí thế cấp 8 thả ra ngoài, áp về phía hư quỷ. Kiệt kiệt kiệt. Hư nhị thập nhị cười quá dị, vỗ cánh bay lên không trung giao thủ với hạ khoa phu tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt kiệt 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 lực chú ý của hư nhị thập lại đặt ở thành phi điểu và căn cứ trung chuyển miệng nó há to hết mức có thể thổ tức đỏ ngầu phun ra bắn vào trên bức tường lưu ly trong suốt ầm ầm bức tường lưu ly lay động nơi trúng thổ tức đỏ xuất hiện vết nứt nhưng lại không có bị xuyên thủng còn tốt còn tốt các kỵ sĩ phi điểu thấy vậy đều thở vào cư dân trong thành phi điểu vẫn là bị giật mình, nỗi sợ hãi hư quỷ đã ăn sâu bám rễ vào trong tiềm thức của mỗi người, cho dù bức tường lưu ly không vỡ thì bọn hắn vẫn sẽ sợ hãi. Đáng chết! Hư nhị thập lại phun thổ tức lần nữa, tinh chuẩn bắn vào vị trí vừa rồi. Ông! Cùng lúc đó, linh khí pháo hệ quan đã hoàn thành giai đoạn làm nóng, miệng pháo nhắm ngay hư nhị thập. Sau khi linh khí pháo hệ quan được khởi động, nó sẽ bắn ra một cục sáng lớn lấy thực lực của hư quỷ cấp 8 là không cách nào tránh thoát hoàn toàn được. Bốn kiện linh khí pháo hệ quan đồng thời khởi động, bốn cột sáng bắn ra, nhằm vào cơ thể, cánh, chân và bả vai của hư nhị thập. A à a. À. Hư nhị thập phẫn nộ rít gào, người nó bị bắn thủng vài cái lỗ, máu ào ạt đổ ra từ miệng vết thương, cơn đau khiến nó càng thêm khát máu và phẫn nộ. Khốn kiếp, các ngươi đều phải chết. Hư nhị thập gầm thét, vết thương khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đồng thời trong mắt đen nhánh đã đổi sang màu đỏ ngầu. Ông Nó giơ hai tay qua đầu đỉnh, ngưng tụ ra quả cầu năng lượng màu đen với đường kính hơn 10 mét và tản ra khí tức hủy diệt. Biến mất hết đi. Hư nhị thập vung tay lên, quả cầu năng lượng đen đập về phía bức tường lưu ly. Không ổn rồi. Các kỵ sĩ phi điểu hoảng sợ hô to. Đáng chết, con ngươi của hạ khoa phu co rút lại lão dùng hết sức bình sinh đạp bay hư nhị thập nhị ra xa muốn xoay người lại đi ngăn trở hư nhị thập kiệt 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 cánh của hư nhị thập nhị rung lên nhanh chóng ổn định thân hình rồi lao về phía hạ khoa phu lần nữa cút hạ khoa phu phẫn nộ gầm lên bây giờ ngươi có đi cản cũng không còn kịp nữa rồi cánh tay bị bẻ gãy của hư nhị thập nhị lại mọc ra lần nữa nó cản đường hạ khoa phu với vẻ mặt dễu cực quả cầu năng lượng đen khổng lồ đập về phía bức tường lưu ly, cho dù bị linh khí pháo hệ quan công kích thì cũng không thể khiến nó chậm lại. Vô dụng thôi. Hư nhị thập nhất miệng cười, khí tức chậm rãi suy yếu, đây là đại giới khi thi triển chiêu này. Trong ánh mắt tuyệt vọng và hoảng sợ của mọi người, không gian phía trước bức tường lưu ly đột nhiên vạn vẹo. Ngay sau đó, không gian bị rạch ra, quả cầu năng lượng đen vạn vẹo, không gian trước mặt nó cũng cấp tốc vạn vẹo, hình thành một cái lỗ đen khổng lồ, cắn nuốt quả cầu năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Hư nhị thập trợn to hai mắt. ồn ào quá. Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không trung, phân thân của một lương bước ra, tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Hạ khoa phu thấy thế thở vào nhẹ nhõm, thả lỏng nói. Xem ra là không cần dùng vũ khí phong cấm rồi. Hư nhị thập thấy vậy khiếp sợ không thôi, kẻ có thể hóa giải mục đích toàn lực của nó tuyệt đối có thực lực cao hơn. là bệ hạ. có người hô một tiếng. bệ hạ gì cơ? những thương nhân hành hoang nghi ngờ hỏi. một người từng gặp qua một lương giải thích. đó là bệ hạ của vương quốc huyền vũ. ngài ấy đã xây dựng căn cứ trung chuyển và bức tường lưu ly. ngài ấy chính là quốc vương của vương quốc huyền vũ sao? đôi mắt của cam mạc trận to, khuôn mặt tràn đầy sự sùng bái một phân thân không để ý đến đám người reo hò phía sau, lực chú ý rơi vào trên người hai con hư quỷ. Chạy mau! Hư nhị thập nhị quả quyết hô to. Hai con hư quỷ vội vỗ cánh bay lên không trung, xoay người muốn rời đi. Đã đến rồi thì đừng nghĩ tới việc đi nữa. Hắn vô cảm mở miệng, vươn tay nhắm ngay hai con hư quỷ cấp 8. Không gian xung quanh chúng nó vặn vẹo, cơ thể không tài nào nhúc nhích được, ngay sau đó không gian vặn vẹo bắt đầu phá hủy cơ thể của cả hai. Một phân thân giơ tay lên, năm ngón tay mở ra rồi nắm lại, lỗ đen khổng lồ xuất hiện, cắn nuốt hai con hư quỷ cấp 8. Phạm vi xung quanh trở nên an tĩnh lại, bọn kỵ sĩ phi điểu trừng lớn hai mắt, sự sùng bái như muốn tràn ra ngoài. Phân thân của một lương thả tay xuống, xoay người biến mất ở không trung, không hề lưu lại một câu. Đứng thẫn thờ làm gì nữa? Mau quét dọn chiến trường. Hạ Khoa Phu trầm giọng ra lệnh. Vâng. Các kỵ sĩ phi điểu kích động hô to. Cộp cộp cộp. Tiểu tử đẩy ra cửa phòng liên lạc rồi chạy như bay trong chính sảnh, mừng rỡ hô to. Tin tức tốt, hư quỷ ở thành Hồng Âu đã được giải quyết rồi. Giải quyết rồi à. Ngải Lị Na vừa đi vào chính sảnh nghe vậy vội kéo cổ áo tiểu tử lại, trong mắt hồng nhạt tỏa sáng. Tiểu tử gật đầu nói. Ừ đúng vậy, Vương quốc Phong Hải vừa truyền tin tức tới, nói là bốn con hư quỷ đã bị giải quyết. Lão Sâm ra tay à. Ngải Lị Na chớp chớp trong mắt hồng nhạt. Vâng. Tiểu tử gật đầu thật mạnh, chợt thở dài, cảm thán. Nhưng tạo thành thương vong rất lớn, thành hồng Âu tử thương hơn 20.000 người. Ngải Lị Na nghe vậy sắc mặt vui mừng cũng thu lại, há miệng. 20.000 người. Nhưng hư quỷ chết là tốt rồi cô tiếp tục lẩm bẩm. Tiểu tử nói tiếp. Có rất nhiều người bị hư quỷ lây nhiễm, người của Vương quốc Phong Hải hỏi chúng ta có bí dược trị liệu không, nếu có thì bọn hắn muốn mua một ít. Chuyện này phải hỏi bệ hạ thôi. Ngải lị na phất tay. Vâng, ta đi báo với bệ hạ. Tiểu tử gật đầu, bước nhanh đi tới thư phòng. Ngải lị na nhắc nhở. Mục lương không có trong thư phòng đâu, ngài ấy đang ở phòng làm việc cô mới vừa đi tìm một lương biết được anh còn ở phòng làm việc a à, bệ hạ còn chưa đi ra ngoài sao tiểu tử chợt dừng bước hai ngày trước một lương ăn cơm xong đã lại trở về phòng làm việc đến bây giờ còn chưa đi ra ngải lị na vươn tay xoa đầu tiểu tử chưa đâu ngươi biết rõ hơn ta mà hai ngày nay ta đều trực ở trong phòng liên lạc nha tiểu tử lắc đầu bảo a à, không phải là các ngươi thay phiên nhau trực sao? Ngải Lị Na nghi ngờ hỏi. Tiểu tử giải thích. Diêu Nhi đi ăn sinh nhật với mẹ của mình rồi, ta giúp cô ấy trực thay một ngày. Ra là vậy. Ngải Lị Na phất tay. Tiểu tử quay đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc, suy nghĩ bây giờ có nên đi nói chuyện này cho bệ hạ biết hay không, làm vậy có tính là quấy rầy. Ngải Lị Na nhận ra sự do dự của tiểu hầu gái, nói đợi đến tối rồi nói cũng không muộn, hư quỷ đã chết, không cần phải nóng vội. Vâng. Tiểu tử suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của cô gái tóc hồng rất có lý. Ta đi làm việc tiếp đây. Ngãi lị na xoay người rời đi chính sảnh, phải trở về tầng 6 khu trung ương để tiếp tục huấn luyện. Cô gái tóc hồng vừa rời đi thì một lương bước ra phòng làm việc. Bệ hạ. Đôi mắt đẹp của tiểu tử lập tức sáng lên có chuyện gì mà nhìn ngươi vui vẻ như vậy mục lương thuận miệng hỏi tiểu tử vội vàng thuật lại bệ hạ vương quốc phong hải truyền tin tức trở về nói là hư quỷ đã bị giải quyết giải quyết là tốt rồi mục lương chậm rãi gật đầu tâm trạng khá hơn nhiều tiểu tử nhỏ giọng hỏi vậy bệ hạ có muốn bán bí dược trị liệu cảm nhiễm hư quỷ cho vương quốc phong hải không mục lương bình thản nói từ, bảo bọn hắn đi tìm Hồ Tiên, cô ấy sẽ biết nên làm như thế nào. Vâng. Tiểu tử gật đầu thật mạnh. Mục lương chắp tay sau lưng rời đi, chuẩn bị đi thực nghiệm linh khí phòng ngự mới. Anh vốn dĩ đang nghiên cứu ma pháp trận không gian trong dây chuyền, sau lại bởi vì chuyện ở thành phi điểu nên anh quyết định tập trung nghiên cứu hệ thống phòng ngự, hiện tại đã hoàn thành việc chế tạo linh khí phòng ngự mới, chỉ là còn chưa tiến hành thực nghiệm. Mục lương dừng bước, quay đầu lại nói. Đúng rồi, liên lạc nhóm Cầm Vũ, bảo các cô ấy trở về đi. Khi Tân Tây trở lại vương quốc Huyền Vũ thì anh mới có thể xuất phát đi vương quốc người thú, xử lý chuyện kế tiếp. Vâng. Tiểu Tử ngoan ngoãn gật đầu. Mục Lương đi ra cung điện, cơ thể lóe lên rồi biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã tới thiên tứ quan. A, à, Mục Lương, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Phi Nhan là người phát hiện Mục Lương đầu tiên. Anh giải thích có chút việc thuận tiện nhìn tình huống của căn cứ không quân ngươi yên tâm đi căn cứ không quân vẫn luôn rất tốt nguyệt phi nhan giơ tay vỗ ngực đảm bảo thật sao mục lương cười khẽ vài tiếng chắp tay sau lưng đi về phía sân huấn luyện nguyệt phi nhan thấy thế vội vàng đuổi theo trong lòng cầu nguyện hy vọng những binh sĩ không quân kia đang huấn luyện chăm chỉ đừng để nàng bị mất mặt trước mặt mục lương khi một lương đi tới sân huấn luyện thì các binh sĩ không quân đang tiến hành huấn luyện phòng ngừa choáng váng ở trong sân huấn luyện bày từng cái đĩa quay tròn một binh sĩ không quân đứng lên trên một binh sĩ khác chuyển động đĩa quay làm cho binh sĩ bị cố định ở phía trên xoay vòng binh sĩ trên đĩa quay lúc thì ngẩng đầu lúc thì cúi xuống một hồi quay sang bên phải rồi lại quay sang bên trái nếu đổi thành người thường thì chỉ cần xoay vài vòng sẽ cảm thấy đầu ván mắt hoa thậm chí là phun ra hết toàn bộ thức ăn trong ngày Binh sĩ không quân thường xuyên phải cưỡi ông thợ khi chấp hành nhiệm vụ, có đôi khi cần phi hành xoay tròn để tránh né công kích, cho nên mới gia tăng hạng mục huấn luyện này. Nguyệt Phi Nhan chống nạnh, đắc ý nói. Thế nào hả Mục Lương? Có phải cảm thấy các binh sĩ huấn luyện rất nỗ lực không? Mục Lương hơi nhướng mày, nhìn thấy không ít binh sĩ sau khi ngừng quay đều ngã quỵ xuống đất, không lưng nôn mửa liên tục. Hì hì, xoay quá lâu thì ói là chuyện bình thường. Nguyệt Phi nha ngượng ngùng giải thích, viết nhìn những binh sĩ không quân đang nôn mửa kia, đại đa số đều là tân binh, trong lòng thầm chế định kế hoạch huấn luyện mới cho bọn hắn. Mục Lương gật đầu nói, ta mới vừa đếm sơ qua, mỗi người phải xoay khoảng 100 quay vòng, cái này hơi nhiều. Trên chiến trường thật, đúng là có việc cưỡi ông thợ xoay 360 độ vài vòng, nhưng xoay tròn 100 vòng liên tục gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Vậy thì ta giảm bớt vài vòng, 80 được không? Nguyệt Phi Nhan chớp mắt hỏi. 50 vòng là đủ rồi. Mục Lương bình tĩnh trả lời. "Vâng." Nguyệt Phi Nhan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Các binh sĩ không quân đang huấn luyện nghe vậy đều âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, mỗi lần bọn hắn tiến hành huấn luyện phòng ngừa choáng váng, sau khi kết thúc buổi tập đều không muốn ăn cơm. Mục Lương đột nhiên nói. "Tới lúc tuyển thêm tân binh rồi, việc này không thể kéo dài nữa." "A, à, lại muốn tuyển thêm sao?" Nguyệt Phi Nhan nghe vậy đôi mắt không khỏi trừng lớn. Mục Lương bình thản hỏi. Đương nhiên rồi, dựa vào diện tích hiện tại của Vương quốc huyền vũ, ngươi cho rằng binh sĩ không quân hiện tại đủ dùng sao? Nguyệt Phi Nhan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hiện tại binh sĩ không quân có gần 8.000 người, trong đó tân binh là 2.000 người, nếu so sánh với Vương quốc huyền vũ khổng lồ thì đúng là chênh lệch khá cao. Tốt, ta sẽ sắp xếp. Nguyệt Phi Nhan giơ tay nghiêm chào tỏ vẻ đã hiểu. Thân là đội trưởng, ngươi nên để ý những chuyện này nhiều một chút." Mục Lương giơ tay gõ nhẹ vào mũ giáp trên đầu cô gái tóc đỏ. Cộc cộc. Nguyệt Phi Nhan vươn tay ôm lấy mũ giáp, đáp: "Ta biết rồi mà." "Đúng rồi, ngươi nói tới nơi này để làm chút chuyện, đó là chuyện gì vậy?" Nguyệt Phi Nhan nghĩ tới điều gì đó, trong mắt màu đỏ trừng lớn, vội hỏi: "Chẳng lẽ lại có hư quỷ trà trộn vào đây sao?" Mục Lương lắc đầu đáp: không phải, ta tới để thực nghiệm hệ thống phòng ngự mới vừa chế tạo xong, xem coi nó có hoạt động hay không. Hệ thống phòng ngự mới, Nguyệt Phi nhan nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng. Mục Lương trả lời xong thì bay lên, hướng về phía bãi đáp hải quan trước thiên tức quan. Cô gái tóc đỏ thấy thế vội vã đi theo, muốn nhìn hệ thống phòng ngự mới do Mục Lương nghiên cứu trông như thế nào. Mục Lương từ trên trời giáng xuống, rơi vào bãi đáp trước sân hải quan lúc này có không ít người đang làm thủ tục nhập cảnh ở đại sảnh chuẩn bị tiến vào vương quốc huyền vũ những người này đều đến từ đại lục cũ cử thuyền lớn đi hơn một tháng mới đến đây một lương nhìn thoáng qua bọn hắn nhanh chóng dời lực chú ý sang chỗ khác bệ hạ các nhân viên công vụ đang làm việc ở sơn hải quan cung kính hành lễ ánh mắt nhìn một lương tràn đầy sự cuồng nhiệt và sùng bái từng các ngươi tiếp tục làm việc đi anh bình tĩnh gật đầu nói Vâng. Các nhân viên cung kính gật đầu lần nữa. Một lương đứng trước quảng trường Sơn Hải quan rồi nhìn trụ đá hai bên, mặt trên trang bị linh khí pháo dùng để ứng đối tình huống phát sinh bất ngờ. Anh suy nghĩ vài giây, quyết định lắp đặt hệ thống phòng ngự mới ở bên trên. Một lương, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Phi Nhan rơi xuống bên cạnh anh. Chờ một hồi rồi ngươi sẽ biết. Một lương thuận miệng lên tiếng, rồi vung tay lên, lấy ra một đống linh khí giống như hỏa tiễn từ trong không gian tùy thân, có gần 15 cái. Nguyệt Phi Nhan nghi ngờ chớp mắt, hỏi. Cần ta giúp một tay chứ? Mục Lương lắc đầu, ôn hòa nói. Không cần, ta lắp một chút là xong rồi, ngươi nhìn là được. Vậy được rồi. Nguyệt Phi Nhan biểu môi. Anh cầm lấy linh khí giống hỏa tiễn rồi lắp đặt chúng nó trước trụ đá ở trước sơn hải quan, hoặc nhìn giống như từng cái máy quay phim khổng lồ. Một lương tốn nửa giờ mới lắp hết 15 kiện linh khí Anh vỗ tay một cái Lấy ra một khối huyết nhục hư quỷ Từ trong không gian tùy thân Khí tức hư quỷ nhất thời khuếch tán ra ngoài Ngay sau đó Linh khí trên trụ đá đều tỏa sáng Miệng pháo đổi hướng Nhắm ngay khối huyết nhục hư quỷ trong tay một lương Hở Nguyệt Phi Nhan thấy vậy hai mắt trừng lớn Biểu cảm trên mặt một lương không thay đổi Lấy ra bộ da người mà hư quỷ bỏ lại sau khi chết cẩn thận bao trùm khối huyết nhục kia che chắn toàn bộ khí tức của hư quỷ tiếp theo anh thi triển năng lực khống chế huyết nhục hư quỷ được bao bọc da người bay lên chậm rãi di động sang trái phải nhưng mặc kệ đi đến nơi nào thì linh khí trên trụ đá đều sẽ chỉ miệng pháo thẳng vào nó một lương liếc nhìn cô gái tóc đỏ đang lộ ra vẻ mặt nghi ngờ đứng bên cạnh giải thích những linh khí này có thể kiểm tra đo lường được khí tức hư quỷ dù cho chúng nó khoác da người thì cũng có thể kiểm tra đo lường ra được A, à, như vậy không phải là thứ này có tác dụng tốt hơn so với cửa vòng đen sao? Đôi mắt đẹp của Nguyệt Phi Nhan lập tức sáng ngời. Mục Lương lắc đầu, nhàn nhạt nói. Hai thứ vẫn là có điểm khác nhau, cửa đen có thể kiểm tra đo lường ra hư quỷ khoát da người, nhưng lại không thể phát động công kích. Nguyệt Phi Nhan kinh ngạc hỏi. Vậy những linh khí mới này có thể phát động công kích sao? Đương nhiên rồi. Ánh mắt của Mục Lương lóe lên nhìn về phía linh khí trên trụ đá đúng lúc này linh khí trên trụ đá bắn ra từng cột ánh sáng tất cả đều trúng vào khối huyết nhục hư quỷ đang trôi bồng bềnh giữa không trung cột ánh sáng mà những linh khí này bắn ra có màu không giống nhau cột sáng màu đen là trọng lực có thể triển khai lĩnh vực trọng lực ở dưới chân mục tiêu từ đó đạt được hiệu quả hạn chế hành động của đối phương rất giống một phiên bản khác của vũ khí tiêu diệt cột sáng màu trắng thì tản ra khí lạnh có thể đóng băng mục tiêu bị đánh trúng từ 1 đến 3 giây. Cột sáng màu thì tím chứa thuộc tính lôi, uy lực có thể tổn thương cả cường giả cấp 8. Cột sáng màu xanh có thể triển khai năng lực tơ nhận thiên ảnh của mục lương, đồng dạng dùng để hạn chế hành động của mục tiêu. Cột sáng màu đỏ tản ra khí tức nóng rực, mục tiêu bị bắn trúng sẽ cảm giác như là lửa thiêu đốt, nếu không kịp tránh thoát thì chắc chắn sẽ bị chết cháy. Những linh khí có năng lực khác nhau này hợp thành hệ thống phòng ngự mới, cũng là thành quả nghiên cứu gần nửa tháng của Mục Lương. Dưới sự tấn công đa dạng của hệ thống phòng ngự, anh tin tưởng không hư quỷ nào có thể đi vào vương quốc Huyền Vũ. Thật lợi hại. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Phi nhan sáng lấp lánh, nhìn khối huyết nhục đã biến thành tro bụi giữa các cột ánh sáng, trong đầu đột nhiên dâng lên ý niệm muốn bắt một con hư quỷ sống về làm thí nghiệm. Sau khi huyết nhục hư quỷ hóa thành tro bụi, toàn bộ linh khí di động trở về vị trí cũ. Cũng không tệ lắm. Mục lương hài lòng gật đầu. Nguyệt phi nhan ngước mắt hỏi. Mục lương, ngươi không định bắt một con hư quỷ sống tới thực nghiệm sao? Anh nhàn nhạt đáp. Đừng nóng vội, chờ khi nào vư phi nhi làm xong thực nghiệm thì lại lấy tàn thứ phẩm thử lại lần nữa. Anh nhớ tới hư bác đang thoi thóp ở viện nghiên cứu, có thể dùng nó để tiến hành lần thực nghiệm thứ hai. Vậy để ta đi hỏi vư phi nhi. Nguyệt phi nhan nói xong liền muốn đi phòng liên lạc mục lương gọi lại cô gái tóc đỏ bình thản nói không cần đâu hư bác còn có giá trị nghiên cứu rất lớn tạm thời không thể để nó chết được được rồi vậy thì chờ thêm một lúc nữa vậy nguyệt phi nhan dừng bước quay đầu hỏi mục lương sau này phi thuyền vận chuyển đều sẽ lắp đặt thứ này à ý của ngươi là hệ thống phòng ngự trước tiên sẽ lắp đặt ở các căn cứ trung chuyển phi thuyền thì để sau này hãy nói mục lương nhàn nhạt đáp Chế tạo những linh khí này rất tốn thời giờ Và lạc lại bận quá không giúp được Cho nên chỉ có một mình hắn lo liệu hết mọi việc Tốt thôi Nguyệt Phi Nhan gật đầu Một lương vỗ vai cô gái tóc đỏ Ôn Hòa nói Được rồi, ngươi tiếp tục huấn luyện binh sĩ đi Ta trở về đây Vâng, buổi tối gặp lại Nguyệt Phi Nhan vất tay Buổi tối nàng phải về cung điện ăn tối Không nhất định có thể đợi được ta ăn cơm đâu mục lương mỉm cười nói nguyệt phi nhan sửng sốt một chút quay đầu hỏi vì sao chứ ta còn nghiên cứu khác phải làm mục lương giải thích anh vẫn chưa vẽ được ma pháp trận không gian trong vòng cổ hiện tại chuẩn bị trở lại phòng làm việc tiếp tục nghiên cứu tốt nhất là biết rõ ràng như thế nào mà lưu tâm có thể băng qua biển lớn đi thẳng tới vương quốc huyền vũ mục lương hoài nghi ma pháp trận không gian trong tinh thạch ma thú là một ma pháp trận truyền tống lúc này mới có thể giải thích những chuyện xảy ra ở trên người cô gái tóc cam đất a à, ngươi không định nghỉ ngơi một ngày sao nguyệt phi nhan phòng má hỏi một lương mỉm cười nói dựa vào thực lực của ta nửa năm không nghỉ ngơi là chuyện nhỏ ngươi cứ yên tâm đi nguyệt phi nhan đảo mắt một vòng sau đó biểu môi nói ta lại không lo lắng cơ thể của ngươi chỉ là mẹ sẽ rất nhớ ngươi thôi một lương há miệng đúng là đã hai ba ngày rồi hắn chưa gặp nguyệt thấm lan nguyệt phi nhan lại tiếp tục nói mấy ngày trước hồ tiên trở về cũng không thấy ngươi mấy ngày hôm trước hồ tiên trở về à mục lương kinh ngạc hỏi nguyệt phi nhan gật đầu nói đúng rồi nhưng khi đó ngươi còn ở trong phòng làm việc dặn mọi người đừng tới quấy rầy cho nên chúng ta không gọi ngươi mục lương chậm rãi gật đầu ôm hòa nói ta biết rồi vậy thì nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại nghiên cứu tiếp hì hì vậy tối nay chúng ta ăn lẩu được chứ nguyệt phi nhan cười tươi như hoa hỏi mục lương gật đầu đáp được thôi ngươi bảo nhóm tiểu tử đi chuẩn bị đi tốt quá rồi nguyệt phi nhan vui vẻ vung tay lên cao trong đầu mục lương hiện lên dáng vẻ của cô gái đuôi hồ ly đúng là mình không gặp cô ấy một thời gian anh suy nghĩ một chút quyết định đi tới thành buôn bán sơn hải thuận tiện ghé qua thủy cung dưới đáy biển xem coi tình huống xây dựng nơi đó như thế nào dưới ánh mắt chăm chú của cô gái tóc đỏ một lương biến mất tại chỗ hừ biết ngay mà mỗi lần nhắc tới nữ nhân là sẽ có hiệu quả nguyệt phi nhan nói thầm một câu vui vẻ ngâm nga trở lại sân huấn luyện ông ông một lương từ trên trời giáng xuống đáp xuống thành buôn bán sơn hải trước mặt chính là trân bảo lâu bệ hạ tới Trước cửa Trân Bảo Lâu, nhân viên phụ trách đón khách cung kính hành lễ. Ừm, Hồ Tiên đâu rồi? Mục Lương thuận miệng hỏi. Nhân viên công vụ cung kính trả lời. Hồi bệ hạ, ngày ấy mang theo lạc bố lạc nhi đi thị sát trung tâm huyền vũ, hiện tại còn chưa trở lại. Mục Lương bình thản hỏi. Bọn họ đi bao lâu? Đã được một giờ. Một nữ nhân viên hồi đáp. Một giờ. Ánh mắt của Mục Lương lấp lóe rồi cất bước đi vào trân bảo lâu nhàn nhạt nói khi nào hồ tiên trở lại thì bảo cô ấy tới phòng làm việc vâng nhân viên này cung kính hành lễ nhìn theo mục lương lên lầu mục lương đi tới phòng làm việc của cô gái đuôi hồ ly ngồi lên ghế dựa mềm có chứa mùi thơm thuận tay cầm lấy văn kiện trên mặt bàn rồi lật xem kế hoạch phát triển buôn bán vệ thành số 8. ngón tay của mục lương gõ nhẹ lên mặt bàn liếc nhìn văn kiện khác trên mặt bàn phát hiện còn có kế hoạch phát triển buôn bán vệ thành khác, mỗi một phần đều có mười mấy trang giấy, mặt trên tràn đầy chữ nhỏ. Một lương lật xem từ đầu tới đuôi, phát hiện cô gái đuôi hồ ly có nghiên cứu rất sâu về việc buôn bán, còn viết kế hoạch chi tiết cho từng tòa vệ thành. Anh cầm lấy bản kế hoạch phát triển buôn bán vệ thành số 2 rồi nhìn thoáng qua, xem xong không khỏi khen ngợi một tiếng. Thật là một kỳ tài thương nghiệp, đặt ở địa cầu có thể trở thành tổng giám đốc một công ty rồi. Cọt kẹt. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, cô gái đuôi hồ ly uống éo đi tới. Hồ tiên công môi cười, quyến rũ hỏi. Vừa rồi ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Đang khen ngươi rất có tài. Mục lương quơ quơ bản kế hoạch trong tay. Hồ tiên đi tới bên cạnh anh, nghiêng người ngồi ở trên đùi anh, hai tay đặt lên bờ vai rộng, hô hấp phun ở trên mặt anh. Trong đôi mắt đỏ rực của cô hàm chứa ý cười, thổ khí như Lan nói. Những bản kế hoạch này là ta đi khắp 12 tòa vệ thành mới viết ra được, ngươi đọc hết rồi cho ta ý kiến. Ngươi viết rất tốt. Ít hầu của một lương nhấp nhô, trong lòng không nhịn được cảm thán. 10.000 dặm giang sơn không bằng một tuyệt thế gia nhân. Thật vậy chăng? Khóe môi của hồ tiên công hơn, lông mi nhỏ dài rung lên, cuối người nhẹ nhàng tới gần gương mặt của một lương. Từng. Anh giơ hai tay đỡ lấy eo nhỏ của cô gái đuôi hồ ly mấy chiếc đuôi lông xù của hồ tiên vuốt ve hai bàn tay đang ôm eo mình nũng nịu hỏi mấy ngày rồi không gặp có nhớ ta không đương nhiên rồi cho nên ta mới tới đây đôi mắt thâm thúy của mục lương hơi lóe sáng thật sao đôi tay hồ ly rung lên hồ tiên dùng ngón tay nhỏ dài nâng cầm của anh đương nhiên là thật mục lương nói với giọng điệu chân thành hồ tiên nghe vậy mới hài lòng buông tay ra che miệng cười quyến rũ nói Vậy tối nay ta trở về cung điện. Ừ, được. Mục Lương cười gật đầu. Hồ Tiên thông thả đứng lên, nhẹ nhàng hỏi. "Được rồi, ngươi tới nơi này còn có chuyện gì không?" Mục Lương đứng lên, trả lời đúng sự thật. "Không có, ta chủ yếu tới đây để gặp ngươi, sau đó chuẩn bị đi thủy cung dưới đáy biển, xem coi tiến độ xây dựng bên đó tới đâu rồi." "Vậy đi thôi, ta đi cùng ngươi." Hồ Tiên giơ tay vén tóc mai rồi đứng lên. Mục Lương vươn tay ôm eo cô gái đuôi hồ ly, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Khi cả hai xuất hiện lần nữa thì đã ở tại lối vào của thủy cung, đi dọc theo thông đạo lưu ly dài xuống biển sâu là sẽ tới nơi. Hồ Tiên tựa vào lòng Mục Lương, ngửi mùi hương khoan khoái trên người anh, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Không lâu sau, hai người tiến vào bên trong, người đi đường lui tới tập nập, mọi người ra vào các cửa hàng ở bên đường, tay sách đầy túi mua sắm. Mục Lương và Hồ Tiên đáp xuống mặt đất đi dạo dọc theo con phố thuận miệng hỏi người biết chuyện vương quốc phong hải muốn mua bí dược trị liệu cảm nhiễm hư quỷ chưa hồ tiên gật đầu quyến rũ nói đã biết người của vương quốc phong hải đã liên lạc với ta rồi giá cả đã thỏa thuận xong tiếp theo chỉ chờ quốc vương bọn họ đồng ý là có thể vận chuyển bí dược qua đó có thể kiếm được bao nhiêu mục lương tò mò hỏi hồ tiên ưu nhã đáp kiếm không được bao nhiêu dù sao cũng là vương quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta, ta ra giá cả rất có chừng mực. Cho nên có thể kiếm được bao nhiêu? Đôi mắt của Mục Lương hiện ra ý cười. Hồ Tiên quay đầu liếc anh một cái, dịu dàng nói: Ít nhất có thể kiếm 40 triệu đồng Huyền Vũ. Mục Lương cười một tiếng. Quả nhiên, ngươi chẳng bao giờ khiến ta thất vọng cả. Hồ Tiên nhún vai, bất đắc dĩ nói: Thật sự là kiếm không nhiều tính cả phí giao hàng đến nhà mới có thể kiếm được 40 triệu. Một lương xoa đầu cô gái đuôi hồ ly, ôn hòa nói. Tiền là thứ mãi mãi kiếm không hết, từ từ sẽ đến thôi. Ta biết rồi. Hồ tiên ưu nhã gật đầu. Một lương ôn hòa hỏi. Mấy ngày nữa ta sẽ đến vương quốc người thú, ngươi muốn cùng đi chứ? Tại sao đột nhiên ngươi lại muốn đi vương quốc người thú thế? Hồ tiên chợt dừng bước. Một lương giải thích vắng tắt ta muốn xây dựng nhà xưởng ở bên kia tiếp đó là trồng một nhánh cây con của trà thụ sinh mệnh ở nơi đó như vậy sẽ tiện cho một phân thân lui tới hơn hóa ra là thế vậy thì ngươi đi một mình được rồi hồ tiên chậm rãi gật đầu ngươi không đi à mục lương hỏi lại hồ tiên trợn trắng mắt giận trách ta không đi được còn có rất nhiều chuyện phải làm ngươi nhìn bản kế hoạch rồi đấy trong đó có rất nhiều chuyện cần ta đi giám sát nếu không thì không thể tiến hành được. Vậy thì thật là đáng tiếc. Mục lương tiếc núi nói. Đi sớm về sớm, ta ở đây chờ ngươi trở về, như vậy không phải tốt hơn sao? Hồ tiên yêu kiều hừ một tiếng. Từ. Mục lương buồn cười đáp ứng. Việc xây dựng thủy cung dưới đáy biển đã hoàn thành 3 phần 5, các khu vực còn thi công đang được đẩy nhanh tiến độ. Thủy cung đã trở thành một điểm sáng lớn của vương quốc huyền vũ, rất nhiều người tới du lịch vương quốc huyền vũ đều sẽ lựa chọn đi đến nơi này mục lương ngắm nhìn bốn phía ôm hòa nói việc xanh hóa nơi này vẫn còn hơi ít thật sao ta sẽ sắp xếp người trồng thêm hồ tiên đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn các kiến trúc xung quanh mục lương nói không sai cây xanh vẫn có nhưng số lượng không nhiều trồng thêm vài loại nở hoa đi mục lương bình thản kiến nghị ta biết rồi hồ tiên gật đầu ghi lại chợt nhớ tới cái gì đó quay đầu hỏi đúng rồi thủy cung dưới đáy biển còn thiếu một ít phương tiện dạo chơi ngươi có ý kiến gì hay không phương tiện dạo chơi à một lương đảo mắt suy nghĩ một chút vài giây sau đôi mắt hắn sáng lên nói có thể xây xe, xe lửa ngắm cảnh ở đây lượn quanh thủy cung một vòng thưởng thức trọn vẹn phong cảnh của nơi này ý kiến này không tệ Hồ Tiên chớp chớp đôi mắt màu đỏ rực. Một lương dặn dò. Tốc độ của xe lửa ngắm cảnh không cần quá nhanh, chạy hết một vòng trong ba giờ là được rồi. Được, ta hiểu rõ. Khóe môi của Hồ Tiên cong lên. Tốt nhất là nên sắp xếp nhân viên giải thích ở trên xe lửa, giới thiệu các địa điểm tham quan ở Thủy Cung, đồng thời còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Xe lửa ngắm cảnh ở nơi này và xe lửa ngắm cảnh ở Sơn Hải Quan không giống nhau, cái trước chủ yếu là vì ngắm nhìn phong cảnh, cái sau chủ yếu là đưa đón hành khách. Mục lương hơi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, xe lửa xanh phiên bản dị giới. Bên trong phòng làm việc, mục lương giơ tay lên, một viên tinh thạch ma thú cấp chính trôi nổi trước mặt. Anh tỉnh khí ngưng thần, dùng linh hồn lực bao vây nguyên tố không gian, thận trọng vẽ ma pháp trận ở trong tinh thạch ma thú. Ánh mắt của mục lương bình tĩnh. Vẽ như vậy sẽ không sai anh đã ở trong phòng làm việc hai ngày, ma pháp trận trước mắt cũng đã vẽ đi vẽ lại hai ngày, chỉ còn một chút nữa thôi là thành công. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, Mục Lương đã xác định được ma pháp trận trong dây chuyền của Lưu Tâm là ma pháp trận không gian truyền tống, cấp bậc chí tôn. Ma pháp trận cấp bậc chí tôn, chỉ là nghiên cứu và học theo đã phải mất 10 ngày. Ánh mắt của Mục Lương lóe lên, tốc độ vẽ nhanh hơn. Bên ngoài phòng làm việc, Thanh Vụ và Vân Hân Canh giữ hai bên cửa, các cô nhỏ giọng trò chuyện. Bệ hạ đã hai ngày chưa ra ngoài rồi. Vân Hân nhỏ giọng nói. Thanh vụ thấp giọng đáp. Bệ hạ nói là đang nghiên cứu ma pháp trận đến khi mấu chốt, đừng ai đến quấy nhiễu. Ừ, cũng may hai ngày qua không xảy ra chuyện lớn. Vân Hân cảm thán. Đúng vậy, hy vọng vẫn luôn an bình như vậy. Thanh vụ chớp mắt. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân truyền đến từ xa, hai người nhìn về phía chính sảnh. Cầm vũ, tân tây, ti toa lệ và hổ tây cất bước đi vào cung điện. Bệ hạ, chúng ta đã trở về. Hổ tây hô to một câu. Các cô vừa trở lại vương quốc huyền vũ vào 3 giờ trước, sau khi hạ cánh lập tức đến khu trung ương, muốn hội báo cặn kẽ những gì trải qua trong chuyến đi lần này với một lương. Xuyệt xuyệt xuyệt. Thanh Vũ và vân hân vội vã ra hiệu im lặng, ý bảo mấy người không nên ồn ào hổ tây giơ tay che miệng ngạc nhiên hỏi a à, có chuyện gì vậy thanh vũ đi lên trước hạ giọng nghiêm túc giải thích bệ hạ đang làm nghiên cứu không thể ầm ĩ bệ hạ nghiên cứu cái gì thế tân tây thuận miệng hỏi một câu chuyện này ta không rõ cho lắm thanh vũ lắc đầu hổ tây ngây thơ hỏi được rồi vậy khi nào bệ hạ xong việc thanh vũ và vân hân lại lắc đầu lần nữa Vậy chúng ta ở đây chờ, có lẽ ngài ấy sắp đi ra rồi. Hổ Tây nói rồi đi về phía sofa. Bệ hạ đã ở bên trong hai ngày rồi. Vân Hân nhỏ giọng nói. Hai ngày. Hổ Tây dừng bước, xoay người đi ra ngoài, lẩm bẩm. Vậy thì chúng ta về trước đi, khi nào bệ hạ đi ra thì lại tới. Từng. Ti toa lệ đáp, xoay người đi ra ngoài cùng với cầm vũ. Tân Tây không có rời khỏi cung điện, Bà đi tới trước ghế salon rồi thoải mái nằm xuống, sai sử hầu gái mở tivi. Ông. Nhưng bà chỉ mới xem được vài phút thì một cổ dao động vô hình truyền ra từ phía phòng làm việc, khuếch tán toàn bộ khu trung ương. Có chuyện gì vậy? Tân Tây xoay người đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía phòng làm việc. Thanh Vũ nói với giọng điệu không xác định. Chắc là bệ hạ đang làm thực nghiệm. Tân Tây cau mày, cất bước đi tới phòng làm việc. Cọt kẹt. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Mục Lương cầm một viên tinh thạch ma thú tản ra vần sáng màu trắng đi tới, trên mặt không nén nổi sự vui mừng. "Bệ hạ." Thanh Vũ và Vân Hân vội vàng hành lễ. Anh bình thản nói, "Ừm, không cần đa lễ." "Bệ hạ, thực nghiệm hoàn thành rồi sao?" Thanh Vũ quan tâm hỏi. "Ừm, thành công rồi." Mục Lương đưa tinh thạch ma thú trong lòng bàn tay tới trước cho mọi người thấy rõ hơn. Tân Tây đi tới gần quan sát, tò mò hỏi. Đây là cái gì thế? Ma pháp trận không gian truyền tống. Mục Lương giải thích ngắn gọn. Ma pháp trận không gian truyền tống. Đôi mắt của Tân Tây trợn to. Mục Lương hài lòng nói. Ừm, không uổng phí mười mấy ngày nghiên cứu của ta. Đây thật là ma pháp trận không gian truyền tống sao? Tân Tây khiếp sợ hỏi, chỉ mới nghe về loại ma pháp trận này ở trong truyền thuyết, trên thực tế chưa từng thấy qua, cũng không nghe nói ai có thể vẽ ra ma pháp trận như vậy. Đương nhiên rồi. Mục lương cười gật đầu. Bệ hạ tự nghĩ ra sao? Tân Tây vội vã hỏi. Anh ôn hòa đáp. Không phải, ma pháp trận trong dây chuyền của lưu tâm chính là cái này, nhưng ta đã sửa chữa và thay đổi một số thứ rồi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Sửa chữa và thay đổi. Gương mặt của Tân Tây lộ ra biểu cảm ma huyễn, sửa chữa ma pháp trận không gian truyền tống đã đủ khiến người ta giật mình rồi, thế mà hắn còn có thể thay đổi. Một lương tung hứng tinh thạch ma thú trong tay, bình tĩnh nói. Ừm, ma pháp trận không gian truyền tống hiện giờ nên tính là bán thánh giai. Bán thánh giai. Tân Tây hơi lão đảo. Một lương ôn hòa nói. Ma pháp trận không gian truyền tống trong dây chuyền của lưu tâm khi gặp phải tình hình đặc biệt nguy hiểm sẽ tự động kích hoạt và truyền tống tới một chỗ ngẫu nhiên, đây cũng là lý do vì sao lưu tâm xuất hiện ở vương quốc huyền vũ hơn nữa chỉ có thể truyền tống một người mà thôi vậy bây giờ thì sao tân tây khàn khàn hỏi mục lương mỉm cười nói truyền tống chọn một chiếc phi thuyền cỡ lớn chắc không có vấn đề tân tây há hốc miệng không lời nào có thể diễn tả được sự khiếp sợ lúc này của bà có việc gì thì để sau hãy nói ta muốn đi thực nghiệm mục lương bỏ lại một câu rồi lập tức biến mất trước mặt mọi người khi Mục Lương xuất hiện lần nữa thì đã tới bãi đắp phi thuyền vận chuyển, ngừng lại trước hai chiếc phi thuyền mà nhóm hổ Tây vừa sử dụng trước đó. Bệ hạ Các nhân viên đang tiến hành kiểm tra và bảo trì thấy quốc vương nhà mình tới nên vội vàng hành lễ. Anh gật đầu một cái, ra lệnh. Tất cả mọi người trên phi thuyền đi xuống dưới. Vâng. Các nhân viên không hỏi nhiều, vội vã chấp hành mệnh lệnh của Mục Lương. Hơn 10 phút sau, toàn bộ nhân viên trên phi thuyền đều đi xuống dưới, đứng một bên tò mò nhìn Mục Lương. Anh bay lên và đáp xuống đầu phi thuyền vận chuyển, sau đó thả tinh thạch ma thú có vẻ ma pháp trận trong tay ra. Bệ hạ muốn làm cái gì vậy? Các nhân viên tò mò châu đầu ghé tai thảo luận. Không biết, đây không phải là việc mà chúng ta nên hỏi. Các nhân viên xì xào bàn tán, chợt cảm nhận được một cổ dao động vô hình xuất hiện và bao phủ toàn bộ phi thuyền vận chuyển sau mấy hơi thở ở trong ánh mắt khiếp sợ của bọn hắn phi thuyền vận chuyển biến mất không thấy tâm hơi a à, có nhân viên dụi mắt liên tục có nhân viên nỗ lực mở mắt thật to bọn họ hoài nghi mình quá mệt mỏi nên bị hoa mắt phi thuyền biến mất rồi tiếng thốt kinh ngạc và khiếp sợ vang lên liên tiếp một nhân viên phục vụ lớn tuổi nói mọi người đừng hoảng hốt có lẽ là phi thuyền đang mở ra trạng thái ẩn hình nếu ẩn hình thì chỉ cần vươn tay ra là có thể sờ được, ai đi thử xem. Có người nhắc nhở. Ta đi lên thử. Một nhân viên lớn tuổi kia đi tới trước, vươn tay tới trước thử dò xét. Cộp cộp cộp. Hắn đi mấy bước, không chạm được thứ gì. Có thấy phi thuyền không? Có người lớn tiếng hỏi. Không có. Nhân viên lớn tuổi toát mồ hôi đầy đầu. Một nhân viên khác hô to ngươi đi thêm mấy bước nữa, có lẽ là còn chưa đụng tới. Ừ. Nhân viên lớn tuổi hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước tới trước. Hắn đi một mạch hơn trăm mét mà không hề bị cản trở, bàn tay vẫn chưa đụng vào thứ gì, lúc này những người khác mới tin tưởng phi thuyền đã thật sự biến mất. Xong rồi, xong rồi, phi thuyền vận chuyển thật sự không thấy đâu nữa. Các nhân viên lo lắng không thôi, có người đã lộ ra vẻ mặt trắng bệch. Rào rào. Bên ngoài kênh sương mù, mặt biển vốn dĩ bình tĩnh bị vật nặng đánh vỡ, một chiếc phi thuyền vận chuyển khổng lồ đột nhiên xuất hiện rồi rơi xuống ngoài khơi. Một lương đứng ở đầu thuyền, cơ thể lay động vài cái theo thân thuyền. Chật, không khống chế tốt địa điểm hạ cánh. Anh biểu môi, hơi chuyển động suy nghĩ, ngoài khơi lập tức bình tĩnh trở lại, phi thuyền không còn lắc lư. Trong lòng anh tính toán khoảng cách, một lần truyền tống có thể đi qua hơn phân nửa vương quốc huyền vũ, đồng thời sẽ khiến người ở trên thuyền sẽ cảm thấy choáng váng, nhưng chuyện này đối với anh mà nói thì có thể bỏ qua. Không dễ khống chế nơi rơi xuống, không ổn định. Mục lương ghi lại tệ đoan của ma pháp trận không gian truyền tống, cũng đã rõ tại sao khi lưu tâm đi tới vương quốc huyền vũ thì lại xuất hiện ở không trung. Anh đè xuống tinh thạch ma thú trước mặt, làm cho phi thuyền tiến hành truyền tống lần nữa. Ông Gợn sóng vô hình bao phủ toàn bộ phi thuyền vận chuyển, ngay sau đó, Phi thuyền biến mất tại chỗ, ngoài khơi chỉ còn lại từng vòng gợn sóng. Hơn 10 giây sau, nó xuất hiện ở một chỗ khác ngoài khơi, thân thuyền vẫn lay động kịch liệt như trước. Mục Lương khống chế phi thuyền vận chuyển bình ổn trở lại, quay đầu nhìn bốn phía, đã không còn nhìn thấy kênh sương mù, xung quanh chỉ có biển cả mênh mông vô bờ. Từng chỗ rơi lần này khá hơn một chút. Anh hài lòng gật đầu. Mục Lương lại thử mấy lần, sau khi xác định ma pháp trận không gian truyền tống không có vấn đề lớn mới yên tâm dừng thí nghiệm. Nửa giờ sau, anh mang theo phi thuyền trở lại vương quốc huyền vũ, một lần nữa xuất hiện bên trong bãi đáp. Trở về rồi. Các nhân viên mừng rỡ kêu to. Bọn hắn lo lắng hải hùng gần 2 giờ đồng hồ, khi nhìn thấy phi thuyền trở về mới thở vào nhẹ nhàng. Một lương bước xuống phi thuyền vận chuyển, nhàn nhạt ra lệnh. Kiểm tra và bảo trì toàn diện phi thuyền vận chuyển vâng các nhân viên đồng thanh cung kính đáp lại mục lương rời đi chợt dừng lại quay đầu lạnh lùng nói chuyện xảy ra hôm nay nhớ phải giữ bí mật không được phép truyền ra ngoài vâng mọi người chấn động tinh thần vội vã cung kính lên tiếng đảm bảo mục lương hài lòng gật đầu xoay người rời đi chớp mắt đã biến mất không thấy đâu anh trở lại cung điện khu trung ương tân tây và những người khác vẫn còn ở tại chỗ nguyệt thấm lan vừa trở về từ cục quản lý nguyệt thấm lan ưu nhã hỏi mục lương ngươi vừa đi đâu thế mục lương ôn hòa nói ta đi thực nghiệm ma pháp trận không gian truyền tống vậy kết quả thế nào rồi nguyệt thấm lan quan tâm hỏi anh cười đáp có thể mang theo một chiếc phi thuyền khoảng cách một lần truyền tống bằng phân nửa vương quốc huyền vũ nếu như chỉ mang theo người thì có thể đi đến đại lục mới Tân Tây cả kinh nói, có thể truyền tống cả phi thuyền vận chuyển, lại còn đi với khoảng cách bằng nửa vương quốc Huyền Vũ. Từng Mục Lương nhìn qua Tân Tây rồi gật đầu. Phi thuyền vận chuyển cỡ lớn có thể tích quá lớn, có thể băng qua hơn phân nửa vương quốc Huyền Vũ đã đủ khiến người khác kinh ngạc đến quai hàm rớt xuống đất. Mục Lương đột nhiên nói thêm, nhưng khi rời đi kênh sương mù thì khoảng cách truyền tống có thể tăng lên gấp 2. Là do bị ảnh hưởng bởi kênh sương mù sao? Nguyệt Thấm Lan trầm tư suy đoán. Từng, kênh sương mù rất đặc biệt, có thể ảnh hưởng không gian. Mục Lương gật đầu nói. Cân Tây đột nhiên lên tiếng. Ngươi có thể đưa ta một cái không? Mục Lương bình tĩnh nói. Để sau này đi, hiện giờ ta cần phải phân phối cho phi thuyền trước. Vẽ ma pháp trận như vậy sẽ rất hao tâm tốn sức phải không? Nguyệt Thấm Lan hỏi. Mục Lương gật đầu, đáp. Hai ngày mới có thể vẽ được một cái, hơn nữa còn cần dùng đến tinh thạch ma thú cấp 9 hoặc phẩm cấp cao hơn nữa." Tân Tây Kinh ngạc hỏi. "Tinh thạch ma thú cấp 7 hoặc cấp 8 không thể dùng sao?" Mục Lương giải thích. "Có thể, nhưng như vậy hiệu quả truyền tống sẽ kém hơn, khoảng cách cũng sẽ ngắn lại rất nhiều, hơn nữa không cách nào truyền tống phi thuyền cỡ lớn được." Hóa ra là như vậy. Tân Tây chậm rãi gật đầu. "Lần này ra ngoài thế nào rồi?" ta muốn nghe tường tận. Mục lương trở tay một cái, thu hồi tinh thạch ma thú. Không có gì bất ngờ, tất cả đều rất thuận lợi. Tân Tây thuật lại kỹ càng những chuyện đã xảy ra cho Mục Lương nghe. Rất tốt, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mục Lương nhàn nhạt nói. Từng. Tân Tây lên tiếng, nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi. Có thể đưa ta vài bình rượu hoa không? Mục Lương xoay cổ tay một cái, lấy ra hai bình rượu hoa từ trong không gian tùy thân rồi đưa cho tân tây đối phương lập tức vui mừng tiếp nhận uống tiết kiệm một chút cơ thể cần thời gian để hấp thu năng lượng trong rượu mục lương nhắc nhở tốt tốt ta biết rồi tân tây đáp một cách qua loa lấy lệ vội vã xoay người rời đi mục lương cười lắc đầu đã nhắc nhở rồi có thể khống chế hay không thì phải xem bản thân bà ta nguyệt thấm lan nhẹ giọng hỏi tân tây đã trở về ma pháp trận không gian truyền tống cũng đã chế tạo xong ngày mai ngươi sẽ phải đến vương quốc người thú à từng ngày mai đi khi nào chính thức bắt đầu đại hội thể dục thể thao thì ta lại trở về mục lương gật đầu đáp nguyệt thấm lan ưu nhã hỏi vòng thi tuyển ngươi không về được à mục lương cười khổ trả lời từng nghiên cứu ma pháp trận và chế tác linh khí làm lỡ quá nhiều thời gian khi nào bắt đầu thi đấu chính thức thì ta sẽ trở về được rồi ta đi phân phó các tiểu hầu gái chuẩn bị đồ đạc nguyệt thấm lan thanh thúy nói anh tiếp tục dặn dò ngươi chọn vài người trong mỗi nhà xưởng đi theo ta tới vương quốc người thú ta cần bọn họ làm lão sư giảng dạy cho các người thú về công việc của mình tốt ta sẽ nhanh chóng sắp xếp trong đầu nguyệt thấm lan hiện lên mấy người chọn nếu như đi vương quốc người thú thì tốt nhất vẫn là tìm người thú như vậy giao lưu sẽ không quá lao lực lại hỏi đúng rồi lần này ra ngoài ngươi dự định mang ai cùng đi mục lương bình thản đáp ly nguyệt và mễ á nếu mễ nặc muốn thì cũng có thể đi chung ta muốn mễ nặc hào hứng chạy vào chính sảnh đôi tay thỏ lông xù trên đỉnh đầu dựng thẳng ha 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 ngươi nghe trộm bao lâu rồi hả mục lương giơ tay xoa đầu cô gái tai thỏ ta vừa mới tới nha đôi mắt màu xanh lam của mễ nặc nhìn sang chỗ khác trên mặt hiện ra hai chữ chột dạ rõ mồn một thực tế cô đã tới đây rất sớm chỉ là vẫn luôn trốn ở một bên dựng thẳng tay thỏ nghe lén khi nghe được mục lương muốn mang cô đi chơi thì mới không nhịn được mà chạy ra ngoài ta dự định đi vương quốc người thú sẽ ở đó gần một tháng mới trở về ngươi còn muốn đi chứ mục lương ôn hòa hỏi mễ nặc vội vàng gật đầu lia lịa ngây thơ nói được chứ ta muốn đi bên trường học và ban nhạc sẽ có người thay ta không cần lo lắng đã lâu lắm rồi cô không được đi chơi với một lương lần này còn có chị gái đi theo vậy thì càng phải đi vậy được rồi tối nay nhớ thu dọn đồ đạc một lương mỉm cười nói ta biết rồi mễ nặc gật đầu thật mạnh nguyệt thấm lan ưu nhã nói ngươi mang theo ngải lị na đi cô ấy viết du ký mạo hiểm cần tài liệu ừm được thôi Mục lương nói không chút để ý nguyệt thấm lan suy nghĩ một lúc tiếp tục nói tiểu mật và ba phù cũng nên đi theo các cô ấy có thể chiếu cố về phương diện ăn mặc ở đi lại nghe lời ngươi Mục lương mỉm cười nguyệt thấm lan suy tính tương đối chu toàn từng những việc này ta sẽ an bài tốt cô vén tóc mai ra sau tai ưu nhã đáp sau đó cô xoay người rời khỏi cung điện đi sắp xếp những chuyện vừa mới nói Bên trong xưởng dệt vải ở Vương quốc Huyền Vũ, các công nhân đang tập trung điều khiển máy dệt, đang từng sợi đây thành vải lanh. Trong khu dệt vải, một cô gái sừng trâu khống chế con thoi trên máy dệt qua lại cực nhanh, dệt ra vải lanh vừa bằng phẳng vừa mềm mại. Một công nhân đi ngang qua không khỏi khen ngợi. Địch tư, tốc độ dệt vải ngươi càng lúc càng nhanh rồi đấy. Thật sao? Khuôn mặt của cô gái sừng trâu địch tư ửng đỏ, có chút ngượng ngùng công nhân kia cười tủm tỉm nói. Đương nhiên rồi, trong nhà xưởng này thì ngươi có tốc độ dệt nhanh nhất, vải lanh dệt ra lại rất phẳng, tất cả mọi người đều bội phục ngươi. Mọi người cũng rất lợi hại mà. Địch tư càng thêm ngượng ngùng. Ái chà, ngươi xấu hổ làm gì? Nhân viên cười tươi như hoa, nói chuyện phím hai câu sau đó xoay người rời đi. Địch tư thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục điều khiển máy dệt, mục tiêu hôm nay là dệt được 5 mét vải lanh, như vậy thì nàng sẽ có lương thưởng. Cô đến từ vương quốc người thú, công việc được giao chính là dệt vải, từ mới lạ cho đến bây giờ mỗi người khen ngợi chỉ mất 2 tháng, tốc độ dệt vải đã là đệ nhất trong toàn bộ nhà xưởng. Địch tư nhìn vải lanh dần dần thành hình, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hiện tại, vải vóc do xưởng dệt vải sản xuất được chia thành 3 loại, một là vải lanh được dệt từ sợi thực vật, hai là vải lông dùng từ da thú chế thành sợi, thứ ba chính là vải tơ nhện vải lanh lại chia thành nhiều cấp bậc, dựa vào độ mềm mại, độ bằng phẳng và độ dày của vải để phân chia. Vải lanh do địch tư dệt thuộc về cao cấp, gần với vải tơ tầm và vải lông. Công nhân dệt ra vải với phẩm cấp khác nhau thì sẽ có lương bổng khác nhau, vải vóc có cấp bậc cao sẽ càng yêu cầu người có tay nghề giỏi, không phải ai cũng có thể dệt được vải cao cấp. Địch tư khéo tay, làm việc kỹ lưỡng tỉ mỉ, trải qua hai lần khảo hạch mới được giao việc dệt vải cao cấp. Cùng cục động tác trên tay thiếu nữ không ngừng nghỉ, hai tay thoăn thoát luồn chỉ gai vào máy dệt. Cộp cộp cộp. Thư ký đại nhân đến. Không biết ai hô một câu, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các công nhân đều ngước mắt nhìn về một phía, Nguyệt Thấm Lan mặc váy dài ưu nhã bước vào khu vực dệt, phía sau là hai tên hộ vệ trung ương. Thư ký đại nhân. Người quản lý nhà xưởng vội vã nghênh đón. Nguyệt Thấm Lan nhìn về phía người quản lý, nhàn nhạt nói ta tới chọn vài người, cần thông minh và linh động một chút, tay nghề giỏi, tốt nhất là có thể chịu khổ. Muốn linh động, còn muốn tay nghề giỏi, lại có thể chịu được cực khổ. Người quản lý rơi vào trầm tư. Nếu là người thú thì càng tốt. Nguyệt Thấm Lan nói thêm một câu, cô tới đây tìm người thay một lương, những người được chọn sẽ chuyển tới vương quốc người thú để hỗ trợ công tác xây dựng. Người thú à, địch tư. Người quản lý nghe vậy đôi mắt sáng lên, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cô gái sừng trâu hở địch tư nghe quản lý gọi mình vội vã đứng lên với ánh mắt mờ mịt người quản lý nghiêm mặt nói thư ký đại nhân địch tư là công nhân có kỹ thuật dệt vải tốt nhất trong nhà xưởng hơn nữa cô ấy còn rất khéo tay và thận trọng thật sao nguyệt thấm lan hơi nhướng mày cất bước đi về phía cô gái sừng trâu đại nhân địch tư vội vàng hành lễ trong lòng có chút khẩn trương nguyệt thấm lan dừng lại trước mặt địch tư dùng một ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm của cô gái sừng trâu quan sát một lúc rồi hỏi hiện tại ta có một cơ hội tốt thể thăng chức ngươi cảm thấy hứng thú không địch tư do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu đáp vâng nguyệt thấm lan thả tay xuống ưu nhã nói ta cần ngươi đi theo bệ hạ đến vương quốc người thú hỗ trợ xây dựng nhà xưởng mới dạy cho các người thú biết cách làm việc cần ở lại đó nửa năm mới có thể trở về đi vương quốc người thú địch tư kinh ngạc mở to hai mắt nguyệt thấm lan bình tĩnh nói ngươi nên biết bây giờ vương quốc người thú đã là vương quốc phụ thuộc chúng ta vì thực hiện tôn chỉ cộng đồng giàu có và phát triển bệ hạ quyết định đích thân tới đó xây dựng a à, địch tư mở lớn môi hồng trong lòng càng ngày càng tôn sùng quốc vương nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Nguyệt Thấm Lan tiếp tục nói. Nếu ngươi đồng ý đến vương quốc người thú thì lương bổng và đãi ngộ sẽ tăng lên gấp đôi, có bệ hạ ở đó, không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Địch tư do dự, cô mới vừa cuộc sống ổn định ở vương quốc huyền vũ, hiện tại lại muốn cô trở về vương quốc người thú, nói thật trong lòng cô có chút từ chối. Thư ký đại nhân, ta có thể đi không? Một giọng nói thanh thúy vang lên, một cô gái khoảng 17, 18 giơ tay lên nguyệt thấm lan quay đầu nhìn lại thiếu nữ vừa lên tiếng thoạt nhìn rất thông minh đôi mắt trong veo như nước người quản lý giới thiệu thư ký đại nhân cô ấy tên là tiểu hòa tay nghề dệt vải cũng không tệ lắm nếu máy dệt hư còn có thể sửa lại nguyệt thấm lan chậm rãi gật đầu bình thản hỏi vì sao ngươi lại muốn đi vương quốc người thú tiểu hòa nghiêm mặt nói ta muốn thăng chức đây là một cơ hội rất tốt nguyệt thấm lan hơi nhướng mày bình thản hỏi bên kia tất cả đều là người thú ngươi không sợ sao tiểu hòa lắc đầu nói với giọng điệu nghiêm túc nói không sợ nếu đại nhân đã để chúng ta đi vậy khẳng định là an toàn nguyệt thấm lan hài lòng gật đầu dặn dò có giác ngộ không tệ đêm nay đi thu dọn đồ đạc ngày mai sẽ có người tới đón ngươi vâng tiểu hòa kích động gật đầu tiểu hòa ngươi thật sự suy nghĩ kỹ chưa một công nhân chơi thân với cô ấy thấp giọng hỏi tiểu hòa nghiêm mặt nói ta đã nghĩ rất kỹ rồi chỉ là đi một hai năm mà thôi ta sẽ nhanh chóng trở lại nhưng bên kia đều là người thú ta sợ bọn hắn sẽ bắt nạt ngươi công nhân kia lo lắng nói ngươi đừng sợ ta đi theo bệ hạ người thú sẽ không dám bắt nạt ta tiểu hòa trấn an bạn tốt được rồi ngươi nói có lý người công nhân kia gật đầu nguyệt thấm lan nghe bọn hắn nói chuyện với nhau biểu cảm trên mặt cô bình tĩnh lần này đến vương quốc người thú sẽ có binh sĩ theo bảo đảm vấn đề an toàn lại thêm hai người nữa cô ưu nhã lên tiếng những người khác do dự không ít người động lòng nhưng còn chưa quyết định được thư ký đại nhân ta cũng muốn đi địch tư đột nhiên hô to vẻ mặt cô ấy tràn đầy quyết tâm nguyệt thấm lan bình tĩnh hỏi ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi à vâng ta đã quyết định rồi vương quốc người thú chính là quê hương của ta ta trở về đó hỗ trợ xây dựng là việc nên làm địch tư nghiêm mặt nói được rồi trở về thu dọn đồ đạc đi ngày mai sẽ có người đến đón ngươi nguyệt thấm lan hài lòng gật đầu vâng địch tư gật đầu một cái thể xác và tinh thần đều thả lỏng hơn rất nhiều cô rất nhớ bạn bè ở cố hương vừa vặn nhân cơ hội này trở về thăm bọn hắn còn có thể thuyết phục người nhà dọn đến vương quốc huyền vũ, nơi đây mới là nơi tốt để định cư và dưỡng lão. Nguyệt Thấm Lan ở tại xưởng dệt vải nửa giờ, cuối cùng lại chọn thêm một nam thanh niên 27 tuổi rồi mới xoay người rời đi xưởng dệt vải. Cô cần đến những nhà xưởng khác và mau chóng lựa chọn người thích hợp, như vậy thì ngày mai mới có thể xuất phát đúng giờ được. Trước khi trời tối, Nguyệt Thấm Lan đã đến rất nhiều nhà xưởng như xưởng đồ gốm, xưởng phân bón, xưởng đóng hộp vân vân dùng phương thức dụ lợi và tự nguyện để chọn ra đủ số người cần dùng đông 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 tiếng chuông huyền vũ du dương vang lên khiến dân chúng trong chủ thành lần lượt thức dậy trong cung điện ở khu trung ương một lương được các tiểu hầu gái hầu hạ mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi đến nhà ăn thưởng thức bữa sáng cộp 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 nguyệt thấm lan mặc sườn xám đẩy ra cửa thư phòng bốn mắt nhìn nhau với anh chào buổi sáng Mục lương mỉm cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Nguyệt thấm lan thở ra một hơi, đứng chéo hai chân, dựa vào khung cửa nói. Người mà ngươi muốn ta đã lựa chọn xong cả rồi, phi thuyền vận chuyển cũng đã sẵn sàng, ngươi dự tính mấy giờ xuất phát. Mọi người đến đông đủ rồi à? Mục lương ngước mắt hỏi. Nguyệt thấm lan ưu nhã nói. Đã phái người đi đón rồi, tất cả đều tập hợp ở bãi đáp phi thuyền, chỉ cần xác định thời gian là có thể xuất phát. Một lương liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, gật đầu nói. Vậy thì 10 giờ cất cánh. Được, ta đi thông báo một chút. Nguyệt thấm lan lên tiếng. Cô xoay người gọi tiểu hầu gái đi liên lạc mẻ á ở trên phi thuyền vận chuyển chuẩn bị sẵn sàng, đúng 10 giờ sẽ cất cánh. Một lương cất bước rời đi thư phòng, cô đi bên cạnh, hai người tới nhà ăn, Nguyệt Phi Nhan và những người khác đã ngồi xuống vị trí của mình. Một lương, chào buổi sáng. Khi Bối Kỳ và Nguyệt Phi Nhan lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Anh nhẹ gật đầu, ngồi ở chủ vị. Mục Lương, lúc nào xuất phát thế? Mễ Nặc đưa chiếc đũa cho anh, trong đôi mắt màu xanh lam tràn đầy sự chờ mong. 10 giờ. Mục Lương mỉm cười nói. Vậy thì sắp đến giờ rồi. Khóe miệng của Mễ Nặc cong lên, tai thỏ trên đỉnh đầu vui thích đung đưa. Ngải lị Na trêu ghẹo nói. Mễ Nặc, trong ngươi có vẻ rất vui nha có khi nào đi vương quốc người thú rồi không muốn trở về nữa không vậy không được ta là người của vương quốc huyền vũ phải trở về chứ đôi mắt màu xanh lam của mễ nặc trừng lớn hì hì ta trói ngươi bỏ lại vương quốc người thú như vậy ngươi sẽ không về được ngải lị na cười trêu chọc mễ nặc biểu môi ngây thơ nói Mục lương sẽ mang ta trở về ha 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 mọi người cười vui vẻ Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười đùa của các cô gái. Bên ngoài cung điện, phi thuyền cỡ nhỏ đi đến bãi đáp đã được chuẩn bị xong xuôi. Mọi người nhớ về sớm nha. Nguyệt Phi Nhan vẫy tay, nhìn theo nhóm Mục Lương và cô gái tai thỏ bước lên phi thuyền. Ta biết rồi. Mễ nặc mềm mại đáp lại. Trong ánh mắt của các cô gái, phi thuyền vận chuyển cất cánh trời đi trung ương, hướng về phía bãi đáp chủ thành, khi đến nơi đã gần 10 giờ. Khi nó đáp xuống vị trí được chỉ định, bên cạnh chính là phi thuyền cỡ lớn sắp bay đến vương quốc người thú. Cộp cộp cộp. Mục Lương và những người khác xuống thuyền, được hộ vệ trung ương vây quanh, đi tới phi thuyền vận chuyển cỡ lớn ở phía đối diện. Bên ngoài phi thuyền vận chuyển, Tiểu Hòa, Địch Tư và các công nhân đều có mặt đông đủ, thấy đám người Mục Lương đi tới, vội vã cung kính hành lễ, hô to. Bệ hạ vạn an. Đứng lên đi. Mục Lương nhàn nhạt nói đám người nghe vậy đều đứng thẳng lưng nhìn mục lương với ánh mắt tôn sùng anh nhàn nhạt hỏi người đến đông đủ rồi chứ hồi bệ hạ đã đến đủ rồi mễ á đi ra từ phía sau đoàn người giơ tay nghiêm chào vậy lên thuyền thôi chuẩn bị xuất phát mục lương bình thản ra lệnh vâng mễ á lại nghiêm chào lần nữa mang người sắp xếp các công nhân đi lên thuyền cộp 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 mục lương Liên Nguyệt và những người khác đi lên phi thuyền từ một cánh cửa khác tới gian phòng dành riêng cho bọn họ. Mễ Nặc ngồi ở trên ghế sofa mềm mại, hai chân lắc lư hỏi: "Mục Lương, bao lâu thì chúng ta sẽ đến Vương quốc người thú thế?" Hai ngày sau, anh ôn hòa đáp: "A, à, nhanh như vậy sao?" Đôi mắt đẹp của Mễ Nặc trừng lớn. Mục Lương mỉm cười nói: Ừm, ta mang ngươi trải nghiệm thử không gian truyền tống trận." Ly Nguyệt kinh ngạc hỏi. Lần này cần dùng không gian truyền tống trận để lên đường sao? Ừm, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mục Lương ôn hòa nói. Nếu thế thì phải thông báo những người trên thuyền chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ly Nguyệt nhẹ giọng nói. Không vội, khi nào cất cánh phát loa thông báo là được rồi. Anh bình tĩnh nói. Trên phi thuyền có trang bị loa phóng thanh, có thể truyền giọng nói khắp tất cả gian phòng. Ngải lị Na Thanh Thúy nói. Phải chờ rời đi kênh sương mù rồi lại tiến hành không gian truyền tống, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới khoảng cách truyền tống. Ừm, ngươi nói rất đúng. Mục lương miễn cười gật đầu. Ta đi ra ngoài xem xét một chút, hẳn là sắp bay rồi. Ly Nguyệt dịu dàng nói. Đi đi. Mục lương gật đầu một cái. Ly Nguyệt đứng dậy rời đi. Không bao lâu, phi thuyền vận chuyển nhẹ nhàng chấn động, tu bin quạt gió khổng lồ bắt đầu quay tròn, nâng thân thuyền lên cao. Ông ông ông. Khi phi thuyền đạt đến độ cao 100 mét thì đổi hướng bay tới sơn hải Quang, tốc độ dần dần nhanh hơn. Ông ông ông. Trong khoang thuyền, Tiểu Hòa và địch tư vừa vặn được an bài ở cùng một gian phòng. Hình như phi thuyền bay lên rồi. Tiểu Hòa vội vã đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy mặt đất bên ngoài càng ngày càng xa. Thật là cao, địch tư không khỏi thán phục một tiếng đây là lần đầu tiên ta ngồi phi thuyền vận chuyển đấy tiểu hòa cảm thán nói địch tư chớp mắt a à, thật vậy chăng tiểu hòa nhớ lại nói đúng vậy ta đã ở vương quốc huyền vũ từ rất lâu rồi lúc trước là đi theo thiếu đảo chủ cẩm điệp người quản lý vệ thành hiện giờ của nam chính còn vệ thành số mấy mình quên mất tới đây khi đó vương quốc huyền vũ vẫn còn là thành huyền vũ diện tích nhỏ hơn chủ thành rất nhiều. a à, còn nhỏ hơn cả chủ thành sao? Địch tư nghe vậy trợn tròn hai mắt. Tiểu Hòa gật đầu nói. Đúng rồi, thánh thú đã lớn hơn trước rất nhiều, nơi này trải qua rất nhiều lần cải tạo mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Thì ra là như vậy. Địch tư mở lớn môi hồng. Tiểu Hòa ghé vào bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài. Khoảng 20 phút sau, phi thuyền bay ngang qua thành buôn bán sơn hải lúc này có thể nhìn thấy cổng lưu ly khổng lồ phi thuyền sắp rời đi kênh sương mù rồi tiểu hòa nhẹ giọng nói mọi người chú ý 10 phút sau sẽ tiến hành không gian truyền tống xin hãy tìm ghế ngồi xuống và đeo đai an toàn bảo vệ bản thân trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở của nhân viên phục vụ a à, truyền tống không gian địch tư ngạc nhiên lên tiếng đó là cái gì Tiểu Hòa đồng dạng dấu hỏi đầy đầu. Mọi người chú ý, 10 phút sau sẽ tiến hành truyền tống không gian, xin hãy tìm ghế ngồi xuống và. Giọng nói nhắc nhở của nhân viên phục vụ lại vang lên lần thứ hai. Tiểu Hòa hốt hoảng nói. Chuyện đó để sau đi, chúng ta mau ngồi xuống. Cô nhìn quanh phòng một vòng, nhìn thấy có hai cái ghế được cố định cạnh tường, mặt trên có đai an toàn. Hai người vội vã đi tới rồi ngồi xuống, kéo đai an toàn qua người và cài chắc lại, sau khi xác định nhiều lần rằng đai sẽ không buông lỏng thì mới yên lòng. Trong lúc truyền tống không gian rất có thể sẽ khiến mọi người xuất hiện các loại bệnh trạng như đầu choáng váng, khó thở, tim đập nhanh, buồn nôn, vân vân, tất cả đều là hiện tượng bình thường, mọi người đừng hoảng sợ. Giọng nói nhắc nhở của tiếp viên lại vang lên lần nữa, lần này là một nội dung khác. Đầu choáng váng, khó thở. Địch Tư chớp mắt, bên tai cô gái sừng trâu lại vang lên nội dung nhắc nhở vừa rồi, sau khi phát tuần hoàng 4 lần thì mới kết thúc. Sắp hết 10 phút rồi. Tiểu Hòa khẩn trương nói, tay nắm chặt đai an toàn. Địch tư nhìn về phía Tiểu Hòa bên cạnh, khẩn trương hỏi. Sắp bắt đầu sao? Dự tính thời gian thì cũng sắp rồi. Tiểu Hòa có chút chột dạ mà nhìn khắp nơi. Ta khẩn trương quá. Giọng nói của địch tư có chút run rẩy. Tiểu Hòa trấn an không có chuyện gì đâu bệ hạ cũng ở trên thuyền mà nghe ngươi nói như vậy có vẻ chúng ta thật sự không cần lo lắng địch tư chớp mắt giọng nói nhắc nhở của nhân viên phục vụ lại vang lên lần nhắc nhở cuối cùng sắp bắt đầu không gian truyền tống xin tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng sắp bắt đầu rồi tiểu hòa vô thức ngừng thở địch tư khẩn trương đến mức nắm chặt tay của tiểu hòa hai người đều làm trong xưởng dệt vải ngày thường cũng hay nói chuyện phím với nhau. Ông Hơn 10 giây sau, phi thuyền vận chuyển chấn động và bị gợn sóng vô hình bao phủ. Địch tư nhất thời cảm thấy trong lòng căng thẳng, tóc gáy đều dựng đứng, cảm giác cơ thể giống như bị không gian vặn vẹo. a à. Cô không nhịn được hét lên một tiếng, ý thức trở nên có chút hứa mơ hồ, ngay sau đó trở nên trống rỗng. Mấy phút sau, cô gái sừng trâu khôi phục ý thức trở lại, cảm giác đầu ván mắt hoa, giống như bị dây thun buộc chặt khụ khụ tiểu hòa cũng đã khôi phục ý thức nàng há miệng ho khang hoặc nhìn tinh thần có chút hoảng hốt tiểu hòa ngươi không sao chứ địch tư vội vã quan tâm hỏi không không sao tiểu hòa giơ tay dây ấn huyệt thái dương phù không có việc gì là tốt rồi địch tư thở vào không đợi hai người nghỉ ngơi trong phòng lại vang lên giọng nói nhắc nhở của tiếp viên phục vụ mười phút sau sẽ tiến hành truyền tống không gian lần thứ hai a à, lại thêm một lần nữa sao đôi mắt của địch tư trợn to mau uống nước nghỉ ngơi lấy lại sức đi tiểu hòa cởi đai an toàn ra nói xong lập tức rót một chén nước uống ừng ực nhắc nhở nhỏ trước khi truyền tống xin đừng ăn hay uống nước nếu không rất có thể sẽ phun ra toàn bộ đúng lúc này giọng nói của tiếp viên lại vang lên lần thứ hai làm sao không nói sớm hơn chứ Ít hầu của tiểu hòa nhấp nhô, nuốt xuống ngụm nước cuối cùng. Ta không uống. Địch tư vội vã buông ly nước trong tay xuống, hậm hực trở lại chỗ ngồi. Tiểu hòa lộ ra dáng vẻ trên đời không còn gì luyến tiếc, ngồi xuống cài chắc đai an toàn, tay còn cầm một cái chậu. Địch tư kinh ngạc hỏi. Ngươi cầm chậu làm gì vậy? Truyền tống xong ta có thể phun vào trong chậu. Tiểu hòa thở dài. Được rồi. Địch tư co giật khóe miệng, Bên kia, nhóm của Mục Lương đang nghỉ ngơi trong phòng riêng. Mễ Nặc nằm trên ghế sofa, thoạt nhìn vẫn rất tinh thần như trước, không hề cảm thấy khó chịu bởi vì truyền tống không gian. Ly Nguyệt và Mễ Á, Ngải Lị Na cũng giống như vậy, mọi người đều đang đợi truyền tống lần thứ hai. Đầu không choáng váng à? Mục Lương kinh ngạc hỏi. Mễ Nặc ngây thơ đáp. Có một chút, nhưng biến mất rất nhanh. Được rồi, chắc sẽ có tác dụng phụ mạnh đối với người bình thường. Mục lương chậm rãi gật đầu. ngải lị na ngây thơ nói. Từ ừ, một hồi ta đi dạo trên phi thuyền xem phản ứng của những người khác như thế nào. Chờ kết thúc truyền tống không gian lần này rồi đi. Mục lương bình thản dặn dò. Trong kế hoạch do anh vạch ra là cứ mỗi hai lần truyền tống thì sẽ nghỉ ngơi 3 giờ, sau đó lại tiến hành truyền tống lần nữa, ba ngày tiến hành 6 lần truyền tống không gian, buổi tối thì nghỉ ngơi. Vâng. Ngải lị Na gật đầu đáp. Mọi người ngồi vững vàng, sắp tiến hành không gian truyền tống lần thứ hai rồi. Mục Lương nhàn nhạt nhắc nhở. Vâng. Mễ Nặc và những người khác đồng thanh đáp. Mười phút vừa đến, Mục Lương cầm tinh thạch ma thú, kích hoạt ma pháp trận khác ở bên trong. Ông. Gận sóng vô hình khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ phi thuyền vận chuyển. Dây kế tiếp, trọn chiếc phi thuyền biến mất trên mặt biển, chỉ để lại không gian dao động. Mấy phút sau, cách vị trí vừa rồi hai trăm mấy chục ngàn mét, nó xuất hiện lần nữa. Thân thuyền nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó nhanh chóng bình ổn trở lại. Quẹ! Trong khoang thuyền, tiểu hòa với sắc mặt trắng bệch cúi đầu phun ra toàn bộ chỗ nước vừa mới uống trước đó. Rào rào! Cô ôm chậu, sắc mặt vẫn còn rất trắng. Ngươi không sao chứ? Địch tư quan tâm hỏi. Tiểu Hòa xua tay, hít sâu nói. Không có việc gì, hơi chút khó chịu mà thôi, không chết được. Nhưng ngươi thoạt nhìn không giống như không có chuyện gì. Địch tư lo lắng nói. Yên tâm đi. Tiểu Hòa cố nặng ra một nụ cười. Địch tư dịu dàng nói. Được rồi, ngươi mau nghỉ ngơi, chắc sẽ còn phải truyền tống thêm lần nữa. Từng. Tiểu Hòa hơi ngửa đầu ra sau, ông chặt chậu vào trong lòng lần truyền tống không gian tiếp theo sẽ tiến hành vào 3 tiếng sau. Giọng nói nhắc nhở của tiếp viên phục vụ vang lên khắp ngõ ngách trong khoang thuyền. Tiểu Hòa và địch tư nghe vậy đồng thời thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Tiểu Hòa thở ra một hơi. Thật tốt quá, chúng ta có thể nghỉ ngơi 3 giờ. Cùng cục. Hai người cởi đai an toàn ra rồi cùng nhau ngã vào trên giường lớn, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Cục cục cục. Đột nhiên, bụng của Tiểu Hòa phát ra âm thanh biểu tình, khuôn mặt của cô hơi ửng hồng, khôi phục chút huyết sắc. Ngươi đói bụng rồi. Địch tư cười khẽ vài tiếng. Tiểu Hòa hỏi cô gái sừng trâu. Ngươi không đói bụng sao? Ta còn chưa đói. Úc ụt ụt. Địch tư chưa nói hết câu thì bụng đã kêu lên. Hình như âm thanh này phát ra từ bụng ngươi. Tiểu Hòa bật cười khúc khích. Địch tư ngồi dậy, ngây thơ nói. Được rồi, đừng cười nữa, chúng ta đi ra ngoài tìm gì đó ăn đi. Ừm, đi thôi. Tiểu Hòa ngoài miệng đáp lời, nhưng mà cơ thể lại không hề nhúc nhích chút nào. Lại nằm thêm một lúc. Cô biểu môi nói. Không được, mau đứng lên. Địch tư vương tay kéo Tiểu Hòa. Cô là người thú, sức lực và tố chất cơ thể vốn dĩ mạnh hơn người bình thường không ít. Một tay là có thể nhẹ nhàng kéo Tiểu Hòa đứng dậy rồi dắt đối phương rời đi buồn nhỏ trên tàu. Lúc này, nhóm của Mục Lương vẫn còn nghỉ ngơi ở trong phòng riêng, Ngải Lị Na đã đi ra ngoài, quan sát tình huống của những người khác. Trong phòng chỉ còn lại Ly Nguyệt, cô gái tai thỏ và Mục Lương. Dựa theo tốc độ hiện tại cũng phải cần hai ngày mới có thể tới vương quốc người thú, nơi đó xa thật đấy. Mễ Nặc ngây thơ nói. Vương quốc người thú vốn dĩ thuộc khu vực trong đất liền của đại lục mới, hai ngày đã rất nhanh rồi, nếu đổi thành đường thủy và đường bộ thì sẽ phải tốn hơn 2 tháng mới có thể đến vương quốc người thú. Ly Nguyệt nhẹ giọng giải thích. Mễ Nặc kinh ngạc nói. a à, phải lâu như vậy sao? Đúng vậy. Ly Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu cô gái tai thỏ. Chúng ta chỉ cần hai ngày là có thể bay qua, thật lợi hại. Mễ Nặc cảm thán không thôi. Chuyện này ít nhiều nhờ có một lương. Ly Nguyệt nói rồi nhìn sang nam nhân bên cạnh. Mục lương đang rót linh hồn lực vào trong ma pháp trận chuẩn bị cho lần không gian truyền tống tiếp theo cường giả thánh giai biết bay cũng có thể qua lại giữa vương quốc huyền vũ và vương quốc người thú trong vòng vài ngày Mục lương thuận miệng nói mễ nặc lẩm bẩm nhưng cường giả thánh giai lại không có bao nhiêu người ngươi cố gắng một chút sau này cũng có thể trở thành cường giả thánh giai Mục lương mỉm cười nói ta sao Mễ Nặc nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu, mềm mại nói: "Không được, không được đâu. Sao ta có thể trở thành cường giả thánh giai được chứ? Có ta ở đây, ngươi có thể." Mục Lương tự tin cười. Anh không tin cho cô gái tai thỏ ăn quả sinh mệnh còn không thể ăn lên thánh giai. Trong cung điện, Nguyệt Phi Nhan nằm trên ghế salon tại sảnh chính, hai mắt nhìn đăm đăm trần nhà, cô đang ngây người thì khuôn mặt của Hy Bối Kỳ đột nhiên đập vào mi mắt. Phi nhan, ngươi còn đứng đó làm gì thế? Khi bối kỳ chống nạnh, cuối người nhìn chầm chầm cô gái tóc đỏ trên ghế salon, bóng đầu rơi trên đối phương. Ta đang suy nghĩ buổi chiều muốn làm cái gì? Nguyệt Phi nhan ngáp một cái, ánh mắt lại tập trung lần nữa. Khi bối kỳ trợn trắng mắt, tức giận nói. Ngươi đã quên rồi à, một lương bảo ngươi chiêu binh đó. a, à, đúng rồi, suýt nữa ta quên mất. Nguyệt Phi Nhan chấn động tinh thần, vội vã xoay người ngồi dậy, lập tức đứng lên, vỗ khuôn mặt nói. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị chiêu binh. Ngươi đi đi, hôm nay ta có chuyện khác rồi. Khi bối kỳ lắc đầu nói. Chuyện gì vậy? Nguyệt Phi Nhan hỏi với vẻ mặt hồ nghi. Khi bối kỳ ngây thơ giải thích. Hôm nay, lão tổ của ta sẽ đến đây, ta phải đi đón lão. Nguyệt Phi Nhan bừng tỉnh, lẩm bẩm. Ồ, ngươi không nói thì ta đã quên mất khi đức vưu kỳ sắp tới khi bối kỳ thanh thúy nói ngươi đi chuẩn bị công việc chiêu binh chờ ta làm xong thì ngày mai cả hai cùng nhau tới mỗi tòa vệ thành tuyển người như vậy cũng được nguyệt phi nhan gật đầu đáp đảo mắt một vòng nói một cách thần bí vậy ngươi đi thăm dò xem lần này hi đức vưu kỳ tới vương quốc huyền vũ là vì chuyện gì lần này hi đức vưu kỳ tới thăm vương quốc huyền vũ nhưng lại chưa nói mục đích của mình nói chung không sẽ là buồn chán tới đây chỉ để giết thời gian. Biết rồi, chỉ cần ta hỏi thì lão tổ sẽ nói cho ta biết. Hy bối kỳ tự tin gật đầu. Ừm, chờ tin tức tốt của ngươi. Nguyệt Phi Nhan giơ tay vỗ mạnh vào hai má để lên tinh thần, sau đó nhanh nhẹn rời đi cung điện. Khi bối kỳ trở lại thiên điện của mình, thay quần áo mới đi thiên cức quan tiếp Hy Đức Vưu Kỳ. Khi cô gái ma cà rồng đến hải quan thì chiếc phi thuyền chở Hy Đức Vưu Kỳ vừa mới đáp xuống cửa khoang từ từ mở ra, khi Đức Vưu Kỳ chắp tay sau lưng đi ra ngoài, phía sau là áo lợi tư và áo lợi ba. Nơi này là thành huyền vũ à. Đôi mắt màu vàng ống của áo lợi tư trừng lớn, khiếp sợ nhìn tường thành cao chót vót. Áo lợi ba cả kinh nói. Ta nhớ nơi này trước đây không phải như thế. Ấn tượng của lão đối với vương quốc huyền vũ vẫn còn dừng lại ở khi thành huyền vũ chưa đi qua đại lục mới, tuy là sau lại nghe qua rất nhiều lời đồn đã liên quan tới vương quốc huyền vũ nhưng trong đầu vẫn không có khái niệm cụ thể hừ bây giờ đã đổi thành vương quốc huyền vũ rồi không gọi là thành huyền vũ thật là lạc hậu một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến khi bối kỳ nhảy xuống từ trên cao và đứng ở trước mặt mọi người liếc nhìn áo lợi ba biểu môi hỏi tại sao tam trưởng lão lại tới đây từ khi áo lợi ba coi cô là công cụ liên hôn thì cô gái ma cà rồng đã không còn đối đãi ôn hòa với lão ta nữa ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy à áo lợi ba cau mày bất mãn nói hừ ai là trưởng bối của ta chứ khi bối kỳ quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía hy đức vưu kỳ lập tức vui vẻ ra mặt nhào tới trước lão tổ ta nhớ ngươi quá đi ha 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 ngoan trên mặt Hy Đức vưu kỳ lộ ra nụ cười hiền hòa. Áo lợi ba nhìn sang con trai áo lợi tư, hai cha con đều lộ ra vẻ mặt cạn lời. "Lão tổ, ta mang ngươi vào trong." Hy Bối kỳ ngây thơ nói. "Được." Hy Đức vưu kỳ ôn hòa gật đầu. Lão được cô gái ma cà rồng lôi kéo đi tới hải quan, vào lối đi đặc biệt để cấp tốc hoàn thành thủ tục nhập cảnh, thành công tiến vào vương quốc Huyền Vũ. Áo lợi ba và áo lợi tư đi theo sau, hai người nhìn hộ chiếu thông quan trong tay trong lòng cảm thán vương quốc huyền vũ bây giờ càng nghiêm ngặt hơn trước đúng rồi vân vân đang ở đâu khi đức vưu kỳ bình thản hỏi khi bối kỳ thuận miệng trả lời cô ấy à chắc là vẫn đang huấn luyện huấn luyện khi đức vưu kỳ đang đi chợt khựng lại một chút khi bối kỳ ngây thơ đáp đúng rồi vân vân đã gia nhập vào bộ đội đặc chủng u linh đương nhiên phải tiến hành huấn luyện thường ngày khi Đức Vưu Kỳ nghe cháu gái nói vậy, khóe mắt của lão khẽ co giật, chậm rãi nói. Gia nhập vào bộ đội đặc chủng U Linh. Đúng rồi, lão tổ không biết sao. Khi bối kỳ quay đầu nhìn về phía Hy Đức Vưu Kỳ. Khi Đức Vưu Kỳ chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác cải trắng mình nuôi nhiều năm bị heo ăn, trong lòng rất khó chịu. Lão tổ. Đôi mắt màu vàng kim của Hy bối kỳ chớp chớp. Khi Đức Vưu Kỳ lắc đầu, bình tĩnh nói không có việc gì, dẫn ta đi gặp một lương. a à, lão tổ tới đây để tìm một lương sao? Khi bối kỳ sửng sốt một chút. Khi Đức Vưu Kỳ trầm giọng nói. Từng, um, ta có việc muốn thương lượng với hắn. Là chuyện gì vậy? Khi bối kỳ quay đầu tò mò hỏi. Áo lợi tư dành trả lời. Lão tổ dự định xây thành ở vương quốc huyền vũ, dời một bộ phận tộc nhân tới nơi này. Áo lợi ba trừng con trai một cái, khiển trách lắm miệng. Áo Lợi tư biểu môi, nghe lời mà ngậm miệng lại. "A, à, vì sao chứ?" Hy Bối Kỳ quay đầu nhìn về phía Hy Đức Vưu Kỳ. Hy Đức Vưu Kỳ nhàn nhạt nói: "Ta làm vậy vì muốn lưu lại một đường lui, miễn cho sau này huyết mạch của gia tộc Dạ Nguyệt bị đoạn tuyệt." Hy Bối Kỳ kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ thành Dạ Nguyệt xảy ra chuyện lớn gì sao?" Hy Đức Vưu Kỳ nghiêm mặt nói: "Không có." Ta chỉ muốn làm chút dự phòng thôi, lúc này mới chịu phân tán tộc nhân đến vương quốc huyền vũ, nơi đây rất an toàn. Áo lợi ba giải thích. Thành dạ nguyệt quá hoang vu càng cỗi, hiện tại hướng đi của hư quỷ đã thay đổi, rất có khả năng xảy ra thủy triều hư quỷ sớm hơn, cho nên ta phải tính toán trước. Có lão tổ ở đây rồi, không phải sợ lũ hư quỷ kia nữa. Khi bối kỳ thanh thúy nói. Khi đức vưu kỳ nghiêm mặt đáp. Không phải, thực lực của ta chỉ mới đến cấp chính thôi, mà hư quỷ mạnh hơn ta lại có rất nhiều. khi bối kỳ vừa định phản bác thì lại nghĩ đến lũ hư quỷ đồ thành ở đại lục mới, vì vậy đành ngậm miệng lại. nếu gia tộc dạ nguyệt tiếp tục ở lại thành dạ nguyệt thì sau này chỉ đi về hướng diệt vong. khi đức vưu kỳ tiếp tục cảm thán. được rồi, nhưng một lương không nhất định sẽ bằng lòng đâu. khi bối kỳ biểu môi. áo lợi tư không cho là đúng, nói. Dựa vào quan hệ giữa ngươi và Mục Lương Hắn còn sẽ từ chối sao Quan hệ giữa ta và Mục Lương là thế nào hả Khi bối kỳ nhất chân dẫm mạnh vào bắp chân của áo lợi tư ngao Đau chết ta Áo lợi tư nhảy lên cao 3 mét Nhe răng trận mắt nổi giận mắng Khi bối kỳ Ngươi muốn bị đánh phải không Hứ Ngươi dám đánh ta thử xem Khi bối kỳ trận trắng mắt Ngươi khuôn mặt của áo lợi tư đỏ lên lão nhìn hi đức vưu kỳ đứng bên cạnh chỉ có thể căm tức trừng cô gái ma cà rồng được rồi đừng ồn ào nữa hi đức vưu kỳ liếc nhìn áo lợi tư trầm tư vài giây rồi nói chờ ta nhìn thấy một lương thì sẽ bàn bạc chi tiết hơn không được lôi ta ra để làm khó dễ một lương hi bối kỳ ngẩng đầu nhìn lão tổ nghiêm mặt nói hi đức vưu kỳ nhướng mày nhìn vẻ mặt quật cường của cô gái ma cà rồng lão không nói gì mà gật đầu. Được rồi, bây giờ ngươi dẫn ta đi gặp Mục Lương. Hắn giơ tay xoa đầu cháu gái. a à, chuyện này. Khi bối kỳ chợt nghĩ tới điều gì đó, há miệng không biết nói cái gì cho phải. Có chuyện gì vậy? Áo lợi ba không hài lòng hỏi. Khi bối kỳ ngượng ngùng nói. Lão tổ tới chậm rồi, Mục Lương đã rời khỏi vương quốc huyền vũ ngày hôm qua, một tháng nữa mới trở về một tháng nữa mới trở về hắn đi đâu đôi mắt của áo lợi tư trợn to khi bối kỳ bất đắc dĩ nhún vai đáp đi vương quốc người thú nơi đó rất xa cho nên không thể trở lại nhanh chóng được ngươi nên nói chuyện này ngay từ đầu chứ khi đức vưu kỳ co giật khóe miệng trong phòng làm việc của nguyệt thấm lan ở cục quản lý chủ thành cô cầm con dấu trong tay đang lật xem văn kiện do các cục quản lý vệ thành chuyển giao tới nếu phê chuẩn thì sẽ đóng dấu đỏ. Xin phép sửa chữa tạo hình cây xanh. Nguyệt Thấm Lan chợt khựng lại, nhìn văn kiện do vệ thành số 3 đưa lên, nhìn từ đầu tới đuôi, hài lòng gật đầu, ấn con dấu trong tay xuống. Cộp. Tốc độ phê duyệt của cô gái ưu nhã không nhanh bằng một lương, nhưng vẫn có thể làm được một mắt xem ba dòng, một phần báo cáo ba trang chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể nhìn xong. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa truyền tới sau đó là giọng nói của vệ ấu lan vang lên đại nhân vào đi nguyệt thấm lan thuận miệng lên tiếng cọt kẹt vệ ấu lan đẩy cửa bước vào ông mấy phần văn kiện trong tay đi tới đứng bên cạnh nguyệt thấm lan đặt chồng văn kiện xuống bàn nói đại nhân đây là văn kiện có quan hệ tới đại hội thể dục thể thao mà ta sửa lại cần ngài phê duyệt có cần gấp không nguyệt thấm lan ngước mắt hỏi vệ ấu lan dịu dàng nói không gấp ngày mai mới cần dùng tới vậy ngươi cứ để đó đi những văn kiện ta đang xem tương đối gấp nguyệt thấm lan ưu nhã nói vâng vệ ấu lan ngoan ngoãn gật đầu nguyệt thấm lan buông con dấu dịu dàng hỏi ngươi có gặp khó khăn gì trong lúc chuẩn bị mở đại hội thể dục thể thao không có một chút nhưng tất cả đều được ta giải quyết rồi ngài hãy yên tâm vệ ấu lan ngại ngùng trả lời nguyệt thấm lan đang nghe truyện trên tv audio cv ưu nhã nói vậy là tốt rồi nếu không biết làm thế nào thì hỏi ta phải bảo đảm nửa tháng sau vòng thi tuyển có thể tiến hành thuận lợi còn nửa tháng nữa thì vòng thi tuyển của đại hội thể dục thể thao sẽ bắt đầu trừ cái đó ra thì tiểu lan còn phải chuẩn bị cho thi đấu chính thức vào một tháng sau vâng ta biết rồi vệ ấu lan nghiêm mặt gật đầu Nguyệt Thấm Lan cầm lấy một phần văn kiện, hỏi. Còn có chuyện khác sao? Khi Đức Vưu Kỳ của gia tộc Dạ Nguyệt tới thăm, tiểu thư Hy Bối Kỳ đã đi đón rồi. Vệ ấu Lan Thanh Thúy hội báo. Từng, sau đó thì sao? Hàng mi nhỏ dài của Nguyệt Thấm Lan hơi nhếch lên, đôi mắt màu xanh nước biển lóe sáng. Cô ấy tiếp tục báo cáo. Nghe tiểu thư Hy Bối Kỳ nói, lần này Hy Đức Vưu Kỳ tới đây là muốn trao đổi với bệ hạ, lão ấy muốn xây dựng một tòa thành cho gia tộc dạ nguyệt ở vương quốc huyền vũ để các tộc nhân dọn tới đây khi bối kỳ nói như vậy sao nguyệt thấm lan hơi nhướng mày đúng vậy vệ ấu lan gật đầu cô buông văn kiện không hiểu hỏi vì sao lão ấy lại muốn làm như vậy chứ vệ ấu lan tiếp tục nói hình như vì chuyện hư quỷ hắn muốn lưu lại đường lui miễn cho gia tộc dạ nguyệt bị chặt đứt truyền thừa nếu như vậy thì khá hợp lý nguyệt thấm lan hơi nhướng mày giơ tay vén tóc mai ra sau tay nhàn nhạt bảo chuyện này ta không làm chủ được còn phải hỏi ý kiến của mục lương vệ ấu lan gật đầu nói vâng hiện tại tiểu thư hy bối kỳ đang dẫn nhóm của hy đức vưu kỳ chuẩn bị đến khu trung ương việc này không vội tối nay lại nói cô xua tay tiếp tục lật xem văn kiện vệ ấu lan vâng một tiếng rồi xoay người rời đi phòng làm việc Bên kia, trên lưng rùa, khi Bối Kỳ mang theo đám người Hy Đức Vưu Kỳ bay về phía chủ thành. Mục Lương không thể về sớm hơn sao? Hy Đức Vưu Kỳ không nhịn được hỏi lần nữa. Hy Bối Kỳ quay đầu ngây thơ nói. Không được đâu lão tổ, lần này Mục Lương tới vương quốc người thú vì có chuyện rất quan trọng, có thể là sẽ về sớm hơn dự kiến vài ngày, nhưng hiện tại trở lại là chuyện không thể nào. Hy Đức Vưu Kỳ trầm mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi ta cũng không còn cách nào khác. Khi bối kỳ chớp chớp đôi mắt đã biến thành màu đỏ như máu. Lão nghiêm túc bảo. Vậy không cần gặp mặt trực tiếp, các ngươi có thể liên lạc với một lương rồi để ta trò chuyện với hắn. Lão tổ đừng nóng vội, bây giờ mọi người đến khu trung ương trước, sau đó ta sẽ đi liên lạc với một lương. Khi bối kỳ ngây thơ nói. Vậy cũng được. Khi đức vưu kỳ chậm rãi gật đầu hai cha con áo lợi ba và áo lợi tư bay bên cạnh không nghe hai người kia đang nói cái gì trong mắt chỉ toàn là sông huyền vũ và màu xanh của cây xanh phủ đầy lưng rùa vì sao vương quốc huyền vũ lại biến hóa lớn đến như vậy áo lợi tư không khỏi thán phục một câu qua miệng của áo lợi ba há to một lúc lâu vẫn không nói được lời nào ngược lại uống gió no bụng hắn há hốc mồm cuối cùng mới phun ra được một câu khen ngợi còn chưa tới một năm mà nơi này đã biến hóa lớn như vậy rồi. Áo lợi tư nuốt nước miếng, cảm thán nói. Nhiều thực vật như vậy, chẳng phải là mỗi ngày đều có thể ăn rau xanh sao. Bây giờ, thành huyền vũ quá rộng lớn, ít nhất là lớn gấp 10 lần so với lần trước ta tới đây. Áo lợi ba tháng phục liên tục. Khi bối kỳ quay đầu trừng hai người một cái, nhìn hai người với ánh mắt đồ nhà quê. Áo lợi ba co giật khóe miệng thật ra gả cho một lương cũng là một cọc chuyện rất tốt áo lợi tư đột nhiên lên tiếng khi bối kỳ nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ hét lên ngươi tâm miệng đi ta cũng cảm thấy vô cùng tốt khi đức vưu kỳ đột nhiên phụ họa khuôn mặt của hi bối kỳ càng đỏ hơn hét lên lão tổ ngươi già mà không đứng đắn trong lòng ngươi nghĩ như thế nào thì ngươi rõ ràng hơn ta nhiều khi đức vưu kỳ ôn hòa cười nói làm gì có chuyện đó chứ? Khi bối kỳ nói thầm một câu, lập tức vỗ cánh tăng tốc bay về trước đó. Khi Đức Vưu Kỳ cười lắc đầu, cũng gia tăng tốc độ đuổi theo. Chờ ta một chút. Áo lợi tư hô một tiếng, vội vã đuổi theo. Sau 20 phút, trà thụ sinh mệnh khổng lồ lọt vào tầm mắt của bốn người, trong không khí tràn ngập mùi trà tươi mát nhàn nhạt, ai ngửi được đều sẽ phấn chấn tinh thần. Đây là cây thánh thụ trước đây sao? áo lợi tư khiếp sợ hỏi đúng vậy khi bối kỳ thuận miệng đáp thật lớn kích thước của nó còn lớn hơn cả thành dạ nguyệt áo lợi tư kinh ngạc thốt lên liên tục khi đức vưu kỳ co giật khóe miệng không thể không thừa nhận thí dụ này rất thỏa đáng thành dạ nguyệt đúng là không lớn bằng trà thụ sinh mệnh thậm chí là còn nhỏ hơn vài vòng thành huyền vũ từng nhỏ hơn thành dạ nguyệt hiện tại một thân cây ở đây còn lớn hơn cả thành dạ nguyệt trong lòng áo lợi ba khiếp sợ tột đỉnh, lão nhìn chăm chú vào trà thụ sinh mệnh khổng lồ, không thể không thừa nhận vương quốc huyền vũ vô cùng lớn mạnh. Còn chưa tới khu trung ương sao? Áo lợi tư hỏi. Khi bối kỳ thanh thúy nói. Lại bay thêm 10 phút là đến rồi. Còn phải bay lâu như vậy. Áo lợi tư lại khiếp sợ thốt lên lần nữa. Khi bối kỳ biểu môi, tiếp tục bay tới trước, khu vực trung ương càng ngày càng gần, trà thủ sinh mệnh cho người ta cảm giác áp bách mạnh hơn bốn người bay dưới tán cây khổng lồ một lúc không lâu sau thì khu trung ương đập vào mắt đến nơi rồi chúng ta đi vào từ cửa chính khi bối kỳ dặn dò một tiếng sau đó bay tới cổng chính khu trung ương cũng thay đổi rồi ta sắp không nhận ra được nữa áo lợi ba lẩm bẩm vù 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 bốn người đáp xuống trước cổng trung ương thu hồi cánh vào trong cơ thể trong mắt màu đỏ ngòm biến trở về màu vàng kim, mái tóc tung bay xẹp xuống. Đi thôi. Khi bối kỳ vừa đi vừa nói. Cộp cộp cộp. Khi Đức Vưu Kỳ chắp tay sau lưng theo sau, áo lợi ba và áo lợi tư im lặng quan sát bốn phía, không ngừng kinh ngạc cảm thán trong lòng. Hai người cố nén không tỏ ra quá kích động, ngây ngốc giống như hai pho tượng đá đi theo sau cô gái ma cà rồng. Ông ông ông. Trên ranh giới giữa bầu trời biển cả và đất liền, phi thuyền vận chuyển khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Bên trong khoang thuyền, một lương buông tinh thạch ma thú trong tay xuống, ra lệnh phi thuyền duy trì tốc độ nhanh gấp 8 lần. Bên trong khoang thuyền vang lên giọng nói nhắc nhở của tiếp viên phục vụ. Xin mọi người chú ý, 3 tiếng sau sẽ tiến hành truyền tống không gian lần thứ ba. Liên Nguyệt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Bây giờ, đã có thể nhìn thấy đất liền rồi, lại bay thêm một ngày nữa là có thể đến vương quốc người thú. Đúng vậy. Mục Lương bình tĩnh gật đầu. Hôm nay, phi thuyền đã tiến hành truyền tống hai lần, rút ngắn thời gian phi hành cực lớn. Mục Lương nhìn về phía đám người mễ nặc, ôn hòa hỏi. Các ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Có một chút. Tai thỏ của mễ nặc trung lên. Anh ôn hòa bảo. Có thể chơi mạt trượt, vừa đủ người ở đây. Có thể nha. Đôi mắt đẹp của mễ nặc sáng lên, vội vã đứng lên đi lấy mặt chược. Các ngươi cứ chơi trước đi, ta vẫn chưa viết xong. Ngải Lệ Na trả lời không ngẩng đầu lên, tiếp tục vùi đầu viết du ký mạo hiểm. Mễ Nặc bày bài mặt chược, ngây thơ nói. Cũng tốt, ta, Ly Nguyệt, chị ta và Mục Lương, vừa vặn bốn người. Ly Nguyệt và những người khác ngồi xuống, vương tay cầm bài mặt chược, chuẩn bị đánh ra quân bài thứ nhất. Cộp cộp cộp. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó cửa phòng bị gõ vang. Cộc cộc cộc. Bệ hạ, cung điện truyền tin tức đến. Giọng của tiểu hầu gái ba phù vang lên. Mục lương ngước mắt nói. Vào trong rồi nói. Vâng. Ba phù lên tiếng, rồi đẩy cửa phòng ra bước vào, cung kính đi tới bên cạnh anh và nói. Bệ hạ, cung điện truyền tin tức qua đây, nói là Hy Đức Vưu Kỳ mang theo áo lợi ba và áo lợi tư tới. Từng, sau đó thì sao? mục lương đánh ra một quân bài mạt trượt. ba phù thanh thúy nói khi đức vưu kỳ muốn xây thành dạ nguyệt mới ở vương quốc huyền vũ di dời một bộ phận ma cà rồng của gia tộc dạ nguyệt qua đây cuộc sống muốn xây lâu đài mới ở vương quốc huyền vũ lão ta thật là biết cách mơ mộng ngãi lị na nghe vậy bình luận một câu liên nguyệt buông quân bài mạt trượt trong tay xuống lạnh nhạt hỏi tại sao lại muốn xây thành ở vương quốc huyền vũ Ba phù tiếp tục hội báo. Nghe tiểu thư hy bối kỳ nói vì vấn đề truyền thừa của gia tộc dạ nguyệt, để ngừa hư quỷ phá hủy thành dạ nguyệt khiến gia tộc dạ nguyệt chặt đứt truyền thừa. Mục lương ngước mắt lên, lạnh nhạt nói. Có suy nghĩ lâu dài, nhưng lại đánh chủ ý tới vương quốc huyền vũ của ta, như vậy là không tốt rồi. Mễ nặc nghiêm túc nói. Đúng vậy, sao có thể để bọn hắn tới xây thành trên lưng tiểu huyền vũ chứ? Mục lương nhàn nhạt nói nói cho hy đức vưu kỳ xây thành không có khả năng nhưng cho phép người của gia tộc dạ nguyệt dọn vào sống ở vương quốc huyền vũ chỉ cần đăng ký thân phận và làm thẻ căn cước tuân kỷ luật pháp là được vâng ba phù ngoan ngoãn gật đầu xoay người rời đi truyền lời ly nguyệt nhẹ giọng nói nếu quả thật như vậy xem ra phải mở thêm vài cửa hàng bán máu rồi đây không phải là việc khó mục lương ôn hòa nói ma cà rồng muốn uống máu máu thú hay máu người đều được thực lực càng mạnh thì máu càng tốt ở trong vương quốc huyền vũ có cửa hàng chuyên bán máu phục vụ cho các ma cà rồng sống trong vương quốc máu bán ra đã được trải qua một khâu xử lý đặc biệt nếu bảo quản trong nhiệt độ thấp thì có thể chứa đựng từ một năm trở lên ma cà rồng mua máu sẽ bị hạn chế số lượng cho mỗi lần mua mễ nặc quay đầu hỏi nếu người của gia tộc dạ nguyệt tới vương quốc huyền vũ sinh sống vậy thì thành dạ nguyệt làm sao bây giờ chắp tay tặng cho các gia tộc ma cà rồng còn lại sao?" Mục Lương bình thản nói. "Có Hy Đức vưu kỳ ở đó, thành dạ nguyệt sẽ không có gì thay đổi, trừ phi gia tộc Mạc Nghi và gia tộc Lộ Phát có thể ra một vị cường giả cấp chính. "Cũng đúng, Hy Đức vưu kỳ là cường giả cấp chính, muốn tiêu diệt mấy gia tộc khác là chuyện không khó." Mễ Nặc chậm rãi gật đầu. Mễ Á lạnh nhạt nói. "Chuyện này không cần chúng ta quan tâm." chỉ cần bọn hắn đi tới vương quốc huyền vũ tuân kỷ luật pháp là được rồi vâng đánh bài tiếp thôi mễ nặc vương tay sờ bài mọi người lại dời lực chú ý của mình lên trên mặt trượt sau mấy vòng người chiến thắng là mục lương mục lương có phải người lén lút dùng may mắn che chở không mễ nặc biểu môi nói đương nhiên là không rồi mục lương vô tội nhún vai một ván nữa mễ nặc lung lay tai thỏ tập trung xào bài rồi xếp thành hai tầng. Khoảng 10 phút sau, anh lại đẩy cây mạt trượt trước mặt, đồ bài một lần nữa. Mễ Á không khỏi hỏi. Mục Lương, ngươi thật sự không dùng may mắn che chở sao? Mục Lương bất đắc dĩ nhún vai nói. Đương nhiên rồi, trí nhớ của ta rất tốt. Các ngươi đánh bài gì ta chỉ cần liếc một cái là nhớ kỹ, quên cũng không thể quên được, muốn thua rất khó. Mễ nặc vỗ mu bàn tay của anh, ngây thơ nói. Được rồi, ngươi đừng đánh nữa, bảo Ngải Lị Na thay thế đi. Tốt nha, ta vừa mới viết xong. Ngải Lị Na nghe vậy đặt bút xuống, hào hứng đứng dậy đi tới bên cạnh Mục Lương. Được rồi, ngươi tới đánh đi. Mục Lương cười một tiếng, đứng dậy nhường chỗ, ôn hòa bảo. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đâu thế? Mễ Nặc nghiêng đầu tò mò hỏi. Mục Lương phất tay nói. Đi tới đầu thuyền nhìn. Liên Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Tiểu mật đi theo đi, xem coi bệ hạ có cần cái gì hay không. Lần này, có hai tiểu hầu gái đi theo là tiểu mật và ba phù, các cô bé phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày của mọi người. Vâng. Tiểu mật lên tiếng, chạy bước nhỏ đi theo sau một lương. Cộp cộp cộp. Anh đi tới khu vực cuộc sống của Thủy Tinh Ngư, kiểm tra chất lượng nước và tình huống an toàn. Bây giờ, trên phi thuyền cỡ lớn đều có một con thủy tinh ngư sinh sống, cứ cách nửa năm sẽ tiến hành thay đổi một lần, thủy tinh ngư cũ sẽ được thả lại trong sông Huyền Vũ. Rắc rắc. Nước trong két nước hình tròn nhộn nhạo, tiểu thủy tinh ngư ló đầu ra, khi nhìn thấy một lương lập tức phun bong bóng, đây là phương thức chào hỏi thân mật của nó. Khóe môi của anh hiện ra ý cười, đưa tay lấy ra một quả tinh thần từ trong không gian tùy thân, thuận tay ném vào trong két nước. Rào rào. Tiểu thủy tinh ngư bơi lội, mở miệng tiếp được quả tinh thần, sau đó thay đổi phương hướng lao về phía chỗ sâu. Mục lương nhìn một hồi mới xoay người rời đi, lại đi tới khoang vũ khí và khoang gửi hàng hóa, đích thân kiểm tra và bài trừ tai họa ngầm. Anh gọi nhân viên quản lý khoang chứa hàng tới rồi dặn dò. Trên thuyền có thủy tinh ngư, không khí sẽ tương đối ẩm ướt, ngoại trừ than củi thì có thể bỏ thêm nhiều cỏ khô. Vâng. Nhân viên công vụ vội vã lấy sổ tay ra ghi chép lại. Mục Lương tiếp tục nói: "Một ít nguyên liệu nấu ăn không thể lâu được thì đừng tất giữ gần khu vực nồi hơi, nhiệt độ bên kia quá cao, không tốt cho việc tồn trữ nguyên liệu nấu ăn." "Vâng, ta đã nhớ kỹ rồi." Nhân viên này gật đầu thật mạnh, bút trong tay di chuyển cực nhanh. Mục Lương lại dặn dò thêm vài câu mới chấp tay sau lưng đi ra bên ngoài khoang thuyền. Trong vương thành vương quốc người thú, trong điện đá thú vương, Huyền Điểu đang lật xem hình ảnh trên các tấm da thú mà thuộc hạ đưa lên, mặt trên vẽ bản đồ một phần khu vực vương quốc. "Tranh này chính là cái gì?" Huyền Điểu nhìn đồ án trên da thú, khóe mắt của cô không nhịn được co giật một cái. "Bẩm thú vương bệ hạ, đây là bản đồ địa hình của dãy núi Hoành Y." Người thú có cánh hàm hậu đáp. Huyền Điểu cạn lời trong chốc lát, ngước mắt lên nhìn về phía tên người thú nói chuyện, lạnh nhạt nói: Ngươi tới nói cho ta biết, làm thế nào mà hình ảnh này lại là dãy núi Hoành Y được. Cô từng đi qua dãy núi Hoành Y, cách vương thành một lộ trình khá xa, đây là một dãy núi hình thành từ sáu ngọn núi cao thấp khác nhau. Người thú có cánh đi lên trước, vương ngón tay đặt trên tấm da thú. Bệ hạ, nơi này là ngọn núi cao nhất Nham Sơn, nơi này là ngọn núi thấp nhất Khôn Ni. Rất tốt, ngươi không nói thì ta hoàn toàn không nhìn ra. Huyền điểu lạnh lùng liếc tên người thú kia. Bệ hạ, bản lĩnh hội họa của ta có hạn, chỉ có thể vẽ thành như vậy thôi, ta đã cố gắng hết sức rồi. Tên người thú có cánh giơ tay gãi đầu, ngây ngô cười. Cộp cộp cộp. Mới sáng sớm, thú vương bệ hạ phát giận chuyện gì thế? Một giọng nói âm u và lạnh lẽo vang lên, thống lĩnh độc xà đi vào điện đá. Thống lĩnh độc xà. Người thú có cánh vội vã cung kính hành lễ. Huyền điệu thấy thống lĩnh độc xà tiến đến, Thở vào nhẹ nhõm nói. Ngươi tới thật đúng lúc, đến xem phần bản đồ dãy núi hoành y này đi. Thống lĩnh độc xà nghe vậy bước tới, đi đến trước mặt huyền điểu, rồi nhìn đồ án trên da thú, hơi nhướng mày, không hiểu hỏi. Tranh này chính là dãy núi hoành y à. Huyền điểu nhức đầu nói. Nếu đưa bản đồ này cho một lương xem, ngươi cảm thấy ngài ấy sẽ hài lòng không? Đại khái là trong mơ cũng không thể nào. Thống lĩnh độc xà thè ra đầu lưỡi màu đỏ. Huyền điểu thở dài, cuộn bản đồ gia thú lại rồi nhét vào hộp bàn. Người thú có cánh không khỏi rụt cổ lại, thức thời câm miệng không nói lời nào. Đi ra ngoài đi. Huyền điểu nhức đầu xua tay. Thống lĩnh độc xà đề nghị. Theo ý kiến của ta, những chuyện tỉ mỉ như vẽ bản đồ này nên để nhân loại đi làm mới tốt, người thú chúng ta thường đại ý và bỏ qua các chi tiết. Ừm, ta nhận đồng điểm ấy. Huyền điểu chậm rãi gật đầu cô nhìn da thú chất thành núi trước mặt cảm thán nhưng không còn kịp nữa rồi đóng bản đồ này không thể dùng được thống lĩnh độc xà cầm lấy một cuộn da thú khác đây là một phần bản đồ về khu vực khác ở vương quốc người thú vẫn là tranh vẽ như gà bới khiến người ta xem không hiểu im lặng buông da thú xuống thề lưỡi hỏi khi nào thì người của vương quốc huyền vũ tới hôm nay huyền điểu giơ tay xoa xoa huyệt thái dương thống lĩnh độc xà kinh ngạc hỏi Nhanh như vậy sao? Không phải hai ngày trước bọn hắn vừa mới lên đường à?" Huyền Điểu trầm giọng nói. "Sáng nay, ta vừa nhận được cuộc gọi thông qua trùng cộng hưởng, bảo rằng hôm nay phi thuyền sẽ đến Vương thành. Nhanh như vậy, bọn hắn làm bằng cách nào?" Đồng tử của thống lĩnh độc xà co rụt lại. "Ta cũng không rõ ràng lắm, lấy tốc độ của phi thuyền, nhanh nhất cũng phải mất 7 hay 8 ngày mới đúng." Huyền Điểu khó hiểu lắc đầu đuôi của thống lĩnh độc xà vỗ trên mặt đất, lo lắng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Hết cách rồi, chờ một lương đến rồi tính sau. Huyền điểu thở dài, đứng lên đi ra bên ngoài. Thống lĩnh độc xà đi theo, miếng vẫy trên đuôi ma sát trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc. Hai người rời đi điện đá, đi về phía quảng trường giữa vương thành, chuẩn bị nghênh tiếp một lương. Bệ hạ, hiện tại đi đón có sớm quá không? đám người thống lĩnh đầu trâu đi tới từ một nơi cách đó không xa. Kể từ khi biết huyền điểu đột phá, bọn hắn đã không còn có ý kiến gì về việc cô trở thành thú vương mới, đặc biệt chỗ dựa sau lưng cô là vương quốc huyền vũ, có thành kiến gì thì cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Huyền điểu lạnh nhạt nói. Để phòng ngừa thôi. Thống lĩnh đầu chó cục tay xuống, không ngờ đồng bạn ngày xưa bây giờ lại trở thành người lãnh đạo của mình. Thống lĩnh đầu hổ khoanh hai tay trước người, trầm mặt nhìn về phía trước phải đợi bao lâu nữa hử hắn còn chưa nói hết câu thì gió chợt nổi lên không gian trên đầu xảy ra biến hóa có chuyện gì vậy mọi người ngước mắt nhìn lên ngay sau đó một chiếc phi thuyền vận chuyển khổng lồ bỗng nhiên xông vào trong tầm mắt mọi người loại cảm giác này giống như một tấm giấy trắng đột nhiên bị chấm dọc mực đôi mắt của thống lĩnh đầu hỗ trợ to há to miệng đến mức có thể nhét vừa một nắm tay tới rồi con ngươi của Huyền Điểu co rụt, nàng nhìn chăm chú vào phi thuyền khổng lồ dần dần giảm độ cao. Sao, sao, sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thống lĩnh đầu trâu lắp bắp hỏi. Ông ông ông. Trên phi thuyền vận chuyển, tu bin quạt gió quay chậm lại, cho đến khi phi thuyền vận chuyển vững vàng hạ cánh trên quảng trường. Cửa khoang thuyền từ từ mở ra, các người thú đều ngừng thở. Cộp cộp cộp. Nơi này chính là vương quốc người thú à? tại sao lại có mùi thối thế? Một giọng nữ mang theo sự ghét bỏ vang lên, đám người mục lương đi ra buồn nhỏ trên tàu. Mễ nặc che mũi, đôi mắt màu xanh lam ngắm nhìn bốn phía. Đúng là mùi nơi này không tốt cho lắm. Mễ á gật đầu nhận đồng. Ngải lị na phụ họa. Từng, ta cũng cảm thấy như vậy. Đám người thống lĩnh đầu hổ đen mặt. Thống lĩnh đầu trâu nghi ngờ hỏi. Thật sự rất thối sao thống lĩnh đầu chó giơ tay lên che mặt, nói Nếu như ngươi từng đi qua vương quốc huyền vũ thì sẽ lý giải vì sao các cô ấy lại nói như vậy. Vậy sau này ta sẽ tranh thủ đến đó chơi. Thống lĩnh đầu trâu hàm hậu đáp Bệ hạ Huyền điểu nên đón, giơ tay hành lễ với một lương. Anh bình tĩnh gật đầu, bình thản hỏi Ừm, um, đã quen với việc trở thành quốc vương chưa? Vẫn tốt. Huyền điểu khẽ gật đầu gặp qua huyền vũ bệ hạ thống lĩnh đầu trâu và những người khác chỉnh tề cung kính hành lễ mục lương hơi nhướng mày huyền vũ bệ hạ đây là tôn xưng đối với bệ hạ huyền điểu giải thích được rồi mục lương chậm rãi gật đầu cái tên này thật là dễ nghe mễ nặc nhỏ giọng nói huyền điểu cung kính hỏi bệ hạ có muốn nghỉ ngơi trước không không vội trước tiên sắp xếp chỗ ở cho mọi người đi mục lương nói rồi nhìn về phía sau địch tư tiểu hòa và những người khác đã lục tục đi ra khoang thuyền tò mò ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh và các người thú huyền điểu nghiêm mặt nói nơi ở đã chuẩn bị xong rồi ta sẽ phân phó thuộc hạ sắp xếp nơi cho các đại nhân nghỉ ngơi ngươi mang ta đi dạo xung quanh một chút mục lương bình thản nói vâng thống lĩnh huyền điểu lên tiếng Đám người rời đi quảng trường, đi vào sâu trong vương thành, nơi đó có một loạt phòng ốc mới xây. Khi Mục Lương nhìn thấy những ngôi nhà đá kia, không khỏi cạn lời một hồi. Nhà đá rất lớn, tất cả đều do từng cục đá bất quy tắc chồng chất lên nhau mà thành, bộ phận thừa trọng làm bằng gỗ, cho người ta một loại cảm giác không an toàn. Nhà đá rất lớn, có thể chứa cùng lúc mười mấy người, có điều bố trí vô cùng thô ráp và đơn sơ. Tiểu Hòa tiểu nhỏ giọng hỏi: bây giờ chúng ta hối hận trở về vương quốc huyền vũ còn kịp không ở chỗ này tối ngủ không dám nhắm mắt lại đâu mễ nặc nói thầm một câu đám người thống lĩnh đầu trâu có chút xấu hổ chẳng lẽ những ngôi nhà đá này thật sự rất xấu sao ly nguyệt nhìn những ngôi nhà đá đơn sơ lại nhìn đám người địch tư ở phía sau nhẹ giọng nói mục lương có phải nhà đá này có chút quá đơn sơ không hơn nữa nhìn còn không an toàn Mễ nặc nhỏ giọng thầm thì. Ngải lị na thanh thúy nói. Phá đi xây lại thì tốt rồi. Ừm, vậy thì xây lại thôi. Mục lương nhàn nhạt nói. À. Đám người thống lĩnh đầu trâu sửng sốt một chút, bọn hắn đã phải tốn hơn nửa tháng mới xây được những tòa nhà đá trước mắt, hiện tại lại muốn phá hủy toàn bộ để xây lại. Vậy xây lại đi. Huyền điệu mấp máy môi đỏ mọng. Đám người hổ đầu thống lĩnh liếc nhau, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ và cảm thấy đáng tiếc mục lương thuận miệng hỏi trong nhà đá có ai không không có thống lĩnh đầu trâu lắc đầu tốt mục lương nhàn nhạt gật đầu trong mắt thống lĩnh đầu trâu lộ vẻ nghi ngờ tốt cái gì ầm ầm ở trong từng tiếng nổ vang hắn hiểu được tốt của mục lương là có ý gì mục lương giơ tay lên nhà đá trước mặt lập tức phá thành mảnh nhỏ các hòn đá với kích thước khác nhau bay lượn ngang trời, cuối cùng chồng chất ở mảnh đất trống cách đó không xa. Chỉ một động tác của anh đã dỡ xuống toàn bộ nhà đá, biến trở lại một mảnh đất trống như ban đầu. Đoàn người thống lĩnh đầu trâu há hốc miệng, lại thấy một lương giơ tay lên làm ra động tác ép xuống, đất trống vừa mới dọn dẹp ra tới đột nhiên lúng xuống sâu hơn một mét, đây là đang nện nền. Tiếp theo, anh hơi chuyển động suy nghĩ, ngưng tụ ra từng mảnh lưu ly lớn, chế tạo ra một loạt nhà lầu ba tầng, tường bên ngoài thô ráp và không trong suốt, có thể ngăn trở ánh mắt của người bên ngoài. Ngắn ngủi nửa giờ, nhà đá đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là một loạt nhà lầu ba tầng lưu ly thoải mái, an toàn và sạch sẽ. Mục lương thả tay xuống, nhàn nhạt nói. Mọi người tạm thời ở đây trước đi, mấy ngày nữa ta sẽ xây ký túc xá. Cảm ơn bệ hạ. Đám người tiểu hòa vội và kích động hành lễ. Thống lĩnh đầu trâu và các thống lĩnh khác mắc chữ A mồm chữ O, đây là thao tác gì vậy? Mục lương nhìn về phía địch tư và nhóm nhân viên, bình thản nói. Hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mới cần các ngươi làm việc. Vâng. Đám người địch tư cung kính đáp lại. Ta sẽ sắp xếp cho mọi người, bệ hạ làm việc khác đi. Mẹ Á chủ động nói. Từng. Mục lương nhẹ gật đầu các nhân viên công vụ nghe theo cô gái tai mèo vào nhà lầu lưu ly một gian phòng có thể ở bốn người một lương nhìn về phía huyền điểu bình thản nói đi thôi tìm một chỗ nghỉ ngơi sau đó ta sẽ bàn với ngươi về quy hoạch phát triển vương quốc người thú vâng bệ hạ đi theo ta huyền điểu giơ tay ra hiệu dẫn một lương và những người khác đi tới điện đá đám người thống lĩnh đầu trâu vội vã đi theo ở mặt sau cùng châu đầu ghé tai trò chuyện Thống lĩnh đầu trâu nhìn về phía thống lĩnh đầu chó, hỏi: "Ngươi nói xem, nếu nhờ Huyền Vũ bệ hạ hỗ trợ thay đổi toàn bộ nhà đá trong vương thành thì bệ hạ sẽ đồng ý sao?" Thống lĩnh đầu chó co giật khóe miệng, trợn trắng mắt hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ngài ấy sẽ đồng ý không?" "Chắc không thể nào." Thống lĩnh đầu trâu giơ tay gãi đầu nói: "Biết vậy là tốt rồi." Thống lĩnh đầu chó biểu môi, mơ mộng hảo huyền cái gì vậy? Sau khi nhìn thấy điện đá, nhóm bể nặc không khỏi lo lắng nuốt nước miếng, đó là một gian nhà đá với vài cây cột trụ bằng gỗ siêu siêu vẹo vẹo, hoặc nhìn không khác gì những ngôi nhà đá bọn hắn vừa thấy, chỉ khác là lớn hơn một chút. Mục lương đi vào điện đá rồi ngồi xuống vị trí cao nhất, huyền điểu ngồi ở ghế thấp hơn, đám người thống lĩnh đầu trâu thì ngồi ở hai bên đại sảnh, nhìn quyển gia thú trên bàn, một góc đồ án lộ ra, nhàn nhạt hỏi. Bản đồ đã vẽ xong rồi à? Huyền điểu nhắm mắt nói chưa, chưa xong, đây đều là bản đồ vẽ sai. Mục lương nghe vậy cầm lên nhìn một chút, sau đó im lặng thả lại trên bàn, nhìn về phía Ly Nguyệt, hỏi. Trong những người đi theo có ai biết vẽ bản đồ không? Có ba người. Ly Nguyệt nhẹ giọng đáp. Mục lương gật đầu, nhìn về phía đám người huyền điểu, bình tĩnh nói. Ba người này sẽ dạy các ngươi cách vẽ bản đồ. Vâng. Huyền điểu và các thống lĩnh buồn bực gật đầu anh nhàn nhạt nói. Lần này ta sẽ ở lại vương quốc người thú khoảng 25 ngày, chế định và chứng thực kế hoạch phát triển vương quốc người thú, bao gồm các loại vấn đề như xây nhà xưởng, khai thác quặng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đám người thống lĩnh đầu trâu nghe như lọc vào trong sương mù, chỉ biết được cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Mục Lương nghiêm túc nói. Trước tiên, vương quốc người thú muốn áp dụng hiến pháp vương quốc huyền vũ, trị quốc theo nếp mới có thể phát triển lâu dài vân vân. Huyền Điểu và các thống lĩnh gật đầu nhận đồng. Mục Lương tiếp tục nói: Kinh tế là nhân tố quan trọng để phát triển vương quốc, cho nên phải xây nhà xưởng, lợi dụng ưu thế nhiều mỏ quặng để khai thác khoáng thạch, rèn sắt luyện thép, vân vân. Vân vân. Huyền Điểu và các thống lĩnh lại đồng loạt gật đầu lần nữa. Mục Lương hơi nghi người tới trước, trầm giọng nói: Trước tiên, các ngươi phải thành lập đội chấp pháp, học thuộc lòng toàn bộ hiến pháp cho ta như vậy sau này mới có thể giải quyết những người thú không chịu tuân thủ pháp luật. Ta sẽ an bài. Huyền điểu chân thành đáp. Mục lương đứng lên, bình thản nói. Trước đó, các ngươi phải là những người đầu tiên học thuộc hiến pháp, ngày mai chúng ta sẽ đi điều tra mạch khoáng, tìm nơi để xây dựng nhà xưởng. Vâng. Huyền điểu cung kính gật đầu. Đây là hiến pháp. Ly Nguyệt lấy ra một cuốn sách dày năm lóng tay, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, Mục Lương bình thản hỏi. Ở đây có người không biết chữ không? Người biết chữ rất ít. Thống lĩnh độc xà đáp. Mục Lương trầm giọng nói. Vậy bồi dưỡng một nhóm biết chữ, không biết chữ thì làm việc sẽ rất hạn chế, nên xây trường học. Huyền Vũ bệ hạ, mọi người ăn còn không đủ no, biết chữ thì có ích lợi gì chứ? Thống lĩnh đầu trâu hàm hậu hỏi. Mục Lương ngước mắt nói. Đó chính là nguyên nhân mà các ngươi ăn không đủ no, nơi đây vẫn luôn càng cỗi. Ly Nguyệt lạnh nhạt giải thích. Biết chữ mới có thể đọc hiểu sách vở, học được nhiều thứ, ở vương quốc huyền vũ, người biết chữ sẽ có lương bổng cao gấp hai lần so với người không biết chữ. Có tri thức nhiều thì có thể thay đổi vận mệnh, mới có năng lực đi cải cách. Huyền điểu nói với sắc mặt nghiêm túc. Ta hiểu rồi, sẽ sắp xếp người xây trường học. Ừm, trước tiên cứ như vậy đi, những chuyện khác ngày mai lại bàn. Mục Lương đứng lên nói. Bệ hạ, ta đã phân phó thuộc hạ chuẩn bị yến hội rồi. Huyền Điểu nói. Mục Lương nhìn về phía đám người mễ Nặc nhẹ giọng hỏi. Các ngươi muốn ăn không? Mễ Nặc nhìn về phía các người thú, biểu cảm mong chờ trên mặt bọn hắn khiến cho nàng không nói lời từ chối được, chỉ có thể gật đầu đáp. Mục Lương, bọn hắn đã chuẩn bị xong cả rồi, ăn một chút đi. Ừm, vậy ăn một chút. Mục Lương gật đầu, trong lòng không ôm chờ mong quá lớn đối với yến hội của người thú. Mời bệ hạ đi theo ta. Huyền điểu giơ tay ra hiệu, tự mình đi trước dẫn đường. Bệ hạ, ta đã phân phó thuộc hạ chuẩn bị yến hội rồi. Huyền điểu nói. Mục lương nhìn về phía đám người mễ nạc, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi muốn ăn không? Mễ nạc nhìn về phía các người thú, biểu cảm mong chờ trên mặt bọn hắn khiến cho nàng không nói lời từ chối được, chỉ có thể gật đầu đáp. Mục lương, bọn hắn đã chuẩn bị xong cả rồi, ăn một chút đi. Ừm, vậy ăn một chút. Mục lương gật đầu, trong lòng không ôm chờ mong quá lớn đối với yến hội của người thú. Mời bệ hạ đi theo ta. Huyền điểu giơ tay ra hiệu, tự mình đi trước dẫn đường. Đoàn người băng qua hành lang điện đá, đi tới phòng yến hội bên cạnh, vừa vào đã thấy một cái bàn dài, mặt trên bày đầy thức ăn. Sau khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, Mục Lương không khỏi âm thầm thở vào nhẹ nhõm, bởi vì rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều đến từ vương quốc huyền vũ. Còn tốt, không phải là thịt tươi. Mễ Nặc cũng lặng lẽ thở vào một hơi. Mọi người ngồi xuống, hàng huyên vài câu rồi bắt đầu dùng cơm. Không đến nỗi nào. Ly Nguyệt nhai khoai lang chiên, quay đầu nhìn Mục Lương. Đáy mắt của anh hiện lên ý cười, cuối cùng chỉ đơn giản ăn vài miếng. Chủ thành, tầng hai khu trung ương trong một ngôi nhà gần than cuốn người của gia tộc dạ nguyệt đang ở nơi đó phanh khi đức vưu kỳ giơ tay nện mạnh xuống mặt bàn đen mặt hỏi tại sao hắn lại không đồng ý chứ lão vừa nhận được tin tức do hy bối kỳ truyền đến một lương từ chối thỉnh cầu xây thành trong vương quốc của hắn chỉ cho phép nhóm ma cà rồng sống ở trong vương quốc huyền vũ với thân phận hợp pháp không cho phép tộc quần tụ tập cùng một chỗ áo lợi tư tức giận nói đúng vậy chỉ là xây một tòa lâu đài mà thôi, tại sao hắn lại từ chối chứ? Áo lợi ba trầm giọng nói. Ta không rõ, vương quốc huyền vũ lớn như vậy, lại có hy bối kỳ ở đây, tại sao một lương lại không đồng ý để chúng ta xây thành? Hy bối kỳ ngồi ở bên cạnh cố nén không trợn trắng mắt, rất muốn xem coi trong đầu của tam trưởng lão chứa cái gì, là đậu hũ sao? Hy đức vưu kỳ trầm giọng hỏi. Hy bối kỳ, tại sao một lương tại không để ta xây thành? Khi bối kỳ nói trịnh trọng và nghiêm túc Lão tổ Nơi này là vương quốc huyền vũ Là địa bàn của người khác Không cho xây thì thôi Có được thân phận hợp pháp Cũng có thể ở vương quốc huyền vũ mà Áo lợi ba hừ lạnh một tiếng nói Hừ ta không đồng ý Gia tộc ma cà rồng tôn quý Phải ở trong lâu đài mới hợp với thân phận cao quý Lần này hy bối kỳ không khỏi trợn trắng mắt Hỏi Nếu người khác muốn xây thành ở trong thành dạ nguyệt Thì các ngươi sẽ đồng ý sao áo lợi ba từ chối không chút do dự đương nhiên là không được rồi thành dạ nguyệt đã có rất nhiều ma cà rồng không thể thêm người nữa khi bối kỳ tức giận nói ngươi xem chính ngươi cũng không muốn tại sao lại muốn một lương đồng ý với các ngươi áo lợi ba nghe vậy há miệng nghẹn lời không biết nói cái gì cho phải áo lợi tư tức giận nói khi bối kỳ ngươi có phải người gia tộc dạ nguyệt không Tại sao cứ luôn nói giúp cho người ngoài vậy? Ta tình nguyện mình không phải." Khi Bối Kỳ biểu môi nói. "Được rồi, chớ ồn ào." Khi Đức vưu Kỳ trừng áo lợi tư một cái. Áo lợi tư tức giận đến nghiến răng, im lặng quay đầu qua chỗ khác. "Mặc kệ thế nào thì chúng ta vẫn phải xây lâu đài." Khi Đức vưu Kỳ đột nhiên lên tiếng. "Khi Bối Kỳ ngây thơ nói. "Mục lương đã không đồng ý rồi, lão tổ đừng làm rộn." ánh mắt của hy đức vưu kỳ lóe lên bình thản nói không cần lo lắng khi hắn trở về thì lâu đài đã xây xong rồi lúc đó hắn sẽ không thể phản đối được nữa ngươi nói vậy là có ý gì hy bối kỳ chớp chớp đôi mắt màu vàng ống ý của lão tổ là chúng ta lén xây áo lợi tư nói với giọng điệu không xác định ừm đúng vậy hy đức vưu kỳ gật đầu một cái lão tổ ngươi điên rồi à khi bối kỳ nghe vậy, đôi mắt màu vàng ống của cô trừng lớn, lập tức đứng bật dậy. Áo lợi ba khiển trách. Ngươi nói năng như vậy với lão tổ đó hả? Khi bối kỳ không thèm nhìn áo lợi ba, nghiêm mặt nói. Lão tổ, tuy ngày thường một lương thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng nếu như vi phạm nguyên tắc của hắn thì tuyệt đối sẽ bị hành hung. Khi đức vưu kỳ cau mày lại. Khi bối kỳ tiếp tục nói. Lão tổ, một lương là cường giả thánh giai đấy, ngươi nhất định phải xây thành ở địa bàn của hắn sao thánh giai áo lợi ba và áo lợi tư đều im lặng hai mắt trợn to lão tổ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ khi bối kỳ nghiêm mặt nói khi đức vưu kỳ trầm tư ánh mắt lập lòe chân mày cũng nhíu chặt lại lão tổ một lương không có mặt ở vương quốc huyền vũ nhưng ở đây vẫn còn những cường giả khác xử lý ngươi vẫn là rất dễ dàng khi bối kỳ càng nói thì âm thanh càng nhỏ. Khi Đức Vưu Kỳ co giật khóe miệng, giơ tay gõ đầu cô gái ma cà rồng, trầm giọng nói. Bây giờ, ngươi đã hoàn toàn hướng về vương quốc huyền vũ rồi. Khi bối kỳ rụt cổ lại, lùi một bước nhỏ nói. Ta chỉ nói sự thật thôi mà, cái này cũng là vì tốt cho lão tổ thôi, nếu không đến lúc đó ngươi chọc giận một lương, một cái tác của hắn là có thể đập chết ngươi. Khi Đức Vưu Kỳ vạch đen đầy đầu, Tuy cháu gái nói không sai nhưng nghe vẫn là rất gợi đòn. Ngươi câm miệng đi. Áo lợi ba giơ tay lên xoa huyệt thái dương. Khi bối kỳ bướng bỉnh nói. Lão tổ, mặc dù vương quốc huyền vũ rộng lớn, nhưng mỗi một tấc đất trên lưng tiểu huyền vũ đều thuộc về một lương. Nếu hắn đã không đồng ý thì dù ngươi có xây thành được cũng sẽ bị dở xuống. Ta biết rồi. Khi đức vưu kỳ xua tay, nếu hy bối kỳ còn nói nữa lão cảm giác đầu của mình sẽ chịu không nổi. Khi bối kỳ không hiểu ý của lão tổ nhà mình, tiếp tục giải thích. Húng chi, nếu là chúng ta tự xây thì một tháng làm sao đủ chứ? Khi Đức Vưu Kỳ giơ tay đỡ trán, lời nói của cô gái ma cà rồng như một chậu nước lạnh tạt vào mặt lão, hoàn toàn thanh tĩnh. Lão tổ. Khi bối kỳ nghiêng đầu hỏi. Được rồi, ta biết rồi. Khi Đức Vưu Kỳ trừng cô gái ma cà rồng. Vậy là tốt rồi trong lòng hi bối kỳ thở vào nhẹ nhõm một hơi cuối cùng cũng thuyết phục được lão tổ từ bỏ ý định xây thành như vậy thì mục lương sẽ không tức giận khi đức vưu kỳ ngồi xuống cầm ly trà lên rồi nhấp một miếng trầm giọng nói ta chờ mục lương trở về rồi tự đàm luận với hắn vậy mục lương có về thì nhanh nhất cũng phải mất một tháng nha khi bối kỳ nhắc nhở một tháng mà thôi ta chờ nổi khi đức vưu kỳ bình tĩnh nói được rồi khi bối kỳ biểu môi. Thật ra trong lòng cô đang suy nghĩ làm thế nào để người của gia tộc Dạ Nguyệt dung nhập vào cuộc sống ở vương quốc Huyền Vũ, đây không phải là chuyện xấu, tại sao cứ nhất quyết phải xây thành tụ tập cùng một chỗ chứ? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.